Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1001, cứ vậy đi. Người phụ nữ chậm rãi bước đến chỗ Chu Dương, quan nhân, lần này có thể xem như anh bại dưới tay tôi rồi. Cô ta khẽ cười, vươn một ngón tay vẽ vòng vòng chê y người Chu Dương, không biết quan nhân có thấy hối hận không? Nếu anh hối hận thì có thể từ chối tôi bất cứ lúc nào. Đừng quên chỉ cần giết tôi, anh có thể rời khỏi đây. Sẽ không có ai chê y thế giới này biết chuyện anh lấy oán trả ơn đâu. Người phụ nữ dường như muốn mê hoặc Chu Dương. Chỉ cần giết cô ta, Chu Dương không phải chịu bất kỳ uy hát yêu ta nào. Cả thế giới không ai biết Chu Dương đã làm gì. Nếu không giết cô ta, Chu Dương phải làm chuyện, mây mưa, với cô ta một lúc. Trong lúc đó, cô ta sẽ hấp thụ chân khí của Chu Dương. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có thể trong lúc vui vẻ kia mà hấp thụ chân khí của anh nghe có vẻ giống hồ ly tinh trong truyền thuyết. Lúc chân khí của mình bị hút cạn thì mình cũng sẽ mất mạng. Thế nên Chu Dương sẽ làm thế nào đây? Chu Dương trầm ngâm chốc lát. Tôi xin lỗi, nếu cô hấp thụ chân khí bằng cách này thì e là tôi không thể đồng ý với cô được. Nói thẳng ra không giết cô là vì tôi không muốn phá hoại đạo lý của mình, tôi không thể làm ra loại chuyện lấy oán trả ơn. Không làm vài chuyện vui vẻ với cô cũng là vì đây là nguyên tắc của tôi, vì tôi đã có vợ rồi, tôi có người mình yêu nên sẽ không xảy ra quan hệ với cô dễ dàng như vậy. Chu Dương thẳng thắn nói, tôi biết tôi nợ cô một mạng, tôi sẽ báo đáp cho cô ví dụ như phá hủy trận pháp này. Nhưng tôi lại không thể đồng ý với điều kiện của cô. Người phụ nữ khẽ sửng sốt, ngón tay đang vẽ vòng vòng chê y người Chu Dương cũng dừng lại. Cô ta ngẩng đầu lên khó tin nhìn Chu Dương hồi lâu, anh đang cố ý chơi đùa bà đây phải không? Quần của tôi cũng đã cởi, anh nói như vậy có được không? Tất nhiên không phải người phụ nữ thật sự cởi quần gì đó, đây là một tính từ biểu thị người phụ nữ đã thẳng thắn lộ bộ mặt thật của mình, thế mà Chu Dương lại từ chối cô ta. Nếu như vậy, người phụ nữ muốn làm gì đó thì cũng chỉ càng thêm tốn sức mà thôi. Xin lỗi, tôi biết là tôi không đúng với cô. Chu Dương bình thản nói, nếu cô nghĩ mạng này là tôi nợ cô thì bây giờ tôi có thể trả lại cho cô. Tôi sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mình để công ca yêu ta siết trận pháp này, chỉ cần phá vỡ được trận pháp, cô sẽ được tự do đúng chứ? Anh nói bậy bà đây chính là sản phẩm của trận pháp này. Nếu anh thật sự muốn phá hủy trận pháp này thì tôi cũng gặp họa. Anh làm vậy là lấy oán trả ơn, người phụ nữ tức giận gào lên. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, Chu Dương thế mà vẫn có thể từ chối cô ta. Không phải nói hoàng đế võ giả đều vô cùng cố chấp sao? Mình cứu mạng anh ta, muốn anh ta cứu lại mình một mạng không phải chuyện cực kỳ dễ dàng ư. Suy nghĩ của người phụ nữ này tất nhiên là từ trận pháp truyền cho cô ta. Trong ký ức của người phụ nữ, hoàng đế võ giả đến trận pháp này đều sẽ bị đánh bại ở phương diện này. Cái gọi là ơn nghĩa của người đẹp nắng như núi đại khái chính là ý này. Rất khó thành công để quyến rũ hoàng đế võ giả bằng ngoại hình hay cơ thể, vì người có thể trở thành hoàng đế võ giả thì nội tâm của họ đều vô cùng kiên định. Cô nói anh giết cô là có thể qua cửa ải rồi, đa số hoàng đế võ giả sẽ mặc kệ, vì bọn họ vẫn luôn khinh thường cách vượt qua cửa ải bằng phương pháp này. Thế nên ở cửa ải này, thật ra ban đầu đa số hoàng đế võ giả đều lựa chọn giống Chu Dương. Dựa vào kiêu ngạo và nhiệt huyết của mình để phá cửa bằng sức mạnh vũ lực. Dĩ nhiên cánh cửa đá chưa bao giờ bị cưỡng ép mở ra bằng vũ lực, thế nên chuyện phát triển đến mức này, tất cả mọi người đều rơi vào bế tắc. Sau khi rơi vào cục diện khó xử, mỗi hoàng đế võ giả sẽ có những lựa chọn khác nhau. Có người thỏa hiệp, chọn cách giết người phụ nữ này. Đa số thuộc vào loại người tâm trí không đủ kiên định. Mặc dù cũng rất bá đạo và tự tin nhưng hễ gặp phải khó khăn thì sẽ biến thành ma quỷ ngay, liều lĩnh hoàn thành mục đích của mình. Còn một số những người khác lại chọn giao dịch với người phụ nữ. Tất nhiên, số người này cũng không phải vì nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ mà là vì muốn tuân theo đạo lý của mình. Dù họ biết giao dịch với người phụ nữ sẽ có nguy cơ mất đi tính mạng, nhưng họ thà liều chết cũng không sát hại một người phụ nữ vô tội trong tình huống không còn sự lựa chọn nào khác. Còn một số khác chắc cũng giống Chu Dương, dù có rơi vào bế tắc cũng vẫn phải phá cánh cửa đá đó cho bằng được. Dường như trong mắt của họ không có gì gọi là bế tắc cả. Cánh cửa đá đó rõ ràng có thể chịu được mọi sức lực của họ mà vẫn không bị tổn hại gì, nhưng họ vẫn lựa chọn con đường này.
Thật ra những người như vậy mới là người khiến người phụ nữ đau đầu nhất, vì cô ta tồn tại là để đánh bại đàn ông. Phá hoại đạo lý của đàn ông cũng được hay trực tiếp hấp thụ chân khí của đàn ông cũng được. Tóm lại mấy người đàn ông kia nhất định phải bại dưới tay cô ta. Nhưng những người giống Chu Dương hoàn toàn mặc kệ cô ta, cũng càng không thể bại dưới tay cô ta, thế nên mới là kiểu người khiến cô ta đau đầu nhất. Nhưng may mắn là hơn 1.000 năm qua, người phụ nữ cũng đúc kết ra một bộ cách thức đối phó với hoàng đế võ giả như Chu Dương, đó là trở thành ân nhân của anh. Những người có thói quen để tâm đến chuyện vụn vặt, chỉ cần mình có thể cứu mạng anh ta trở thành ân nhân của người đó, thì mọi chuyện sau đó đều dễ giải quyết. Thế nên lúc Chu Dương nói với người phụ nữ cô ta đã trở thành chủ nợ của anh, người phụ nữ đã lộ bộ mặt thật của mình. Bởi vì cô ta tin rằng cho dù cô ta nói thẳng ra tôi muốn anh phải chết thì Chu Dương sẽ đồng ý không hề do dự. Ngay cả chuyện bảo anh đi chết, anh có thể đồng ý, nhưng bảo anh vui vẻ với mình một lát thì có gì khó khăn à? Mấy hoàng đế võ giả trước đây cũng kiên định như Chu Dương, nhưng cuối cùng cũng đều bị chiêu này đánh bại. Thế nên người phụ nữ cho rằng Chu Dương cũng không thể thoát. Nhưng Chu Dương lại từ chối. Anh là người đầu tiên từ trước đến nay. Rốt cuộc là tại sao? Không phải anh muốn trả ơn à? Không phải nên nghe theo yêu cầu của tôi ư? Tôi chỉ bảo anh làm chuyện sung sứ IG kia với tôi 2 tiếng mà thôi, yêu cầu này rất quá đáng sao? Tôi không đủ đẹp à? Nhất thời trong lòng người phụ nữ dâng trào rất nhiều câu mắng người nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Cuối cùng, người phụ nữ cũng tìm ra điểm mấu chốt trong lời nói của Chu Dương, khoan đã, anh nói nguyên nhân anh không đồng ý làm chuyện vui vẻ kia với tôi là vì anh đã có vợ rồi à? Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, đây là lý do Chu Dương từ chối cô ta sao? Anh là hoàng đế võ giả, sao có thể vì nguyên nhân này mà từ chối cô ta được? Lẽ nào hoàng đế võ giả này chỉ có một người vợ sao? Chương 1002, chết trước hồi sinh sau. Hoàng đế võ giả có địa vị tôn kính thế nào? Mặc dù kẻ mạnh kiêu ngạo, nhưng có giới hạn của bản thân, không ai có thể ép buộc họ làm gì. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, kẻ mạnh thường không bảo thủ trong cách đối xử với phụ nữ. Dù sao đạt đến cấp độ như hoàng đế võ giả thì sẽ luôn có nhiều cô gái tìm đến, mặc dù nội tâm của hoàng đế võ giả kiên định, nhưng cuối cùng vẫn là hoàng đế của người thường, suy cho cùng cũng là một người bình thường. Bọn họ giống với người bình thường. Sẽ có những ý nghĩ với người phụ nữ đẹp, lúc đó, với tư cách là kẻ mạnh, bọn họ không kìm nén được suy nghĩ của mình. Cho nên trong tình huống bình thường, một hoàng đế võ giả không chỉ có một người phụ nữ, càng không chung thủy một lòng với một người phụ nữ. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên trước giờ cô ta chưa từng nghĩ sẽ có vấn đề xảy ra trong giai đoạn này. Rõ ràng cô ta và Chu Dương đã có luật nhân quả, Chu Dương cũng đồng ý với cô ta rất nhiều chuyện. Thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì cô ta. Thế nhưng Chu Dương chắc chắn không đồng ý để cô ta hấp thụ chân khí. Điều này khiến cô ta hơi bực bội. Tôi không quan tâm, nếu như anh muốn báo đáp cho tôi, phải để tôi hấp thụ chân khí, bằng không anh nợ tôi cả cuộc đời này, người phụ nữ uy hát yêu ta. Xin lỗi, thật sự tôi cảm thấy rất áy náy, nhưng để cô hấp thụ chân khí thì đó là điều không thể. Tôi sẽ dùng cách của mình để báo đáp cho cô, ví dụ như tiêu hủy trận pháp này. Chu Dương bình tĩnh, nhưng chân khí chê y người cũng dần dần sôi sục. Ban đầu anh có lẽ đã chết, là người phụ nữ trước mặt cứu anh, cho nên theo lý mà nói thì mạng sống của anh bây giờ là được nhặt về. Cũng chính là nợ người phụ nữ này. Nhưng anh lại không thể đồng ý điều kiện của cô ta, cho nên anh đã âm thầm quyết định, bắt đầu từ bây giờ sẽ đặt cược mạng sống của mình để tiêu diệt trận pháp này. Vì bản thân anh và cũng vì cô ta. Cú đấm tiếp theo, anh sẽ trả giá bằng tính mạng của mình, không phải là đốt cháy tuổi thọ mà là đốt cháy tất cả mọi thứ của mình, tung ra cú đấm cuối cùng. Kết quả ra sao cũng không quan trọng. Cho dù đánh cú đấm này có thể phá hủy trận pháp thành công, anh cũng không còn tồn tại chê y thế giới. Tất cả chỉ vì không hổ thẹn với lòng mà thôi. Cơ thể của Chu Dương dần dần hiện ra hào quang màu đỏ. Đó là điềm báo của việc tự thiêu chính mạng sống của mình. Sắc mặt của người phụ nữ khẽ thay đổi, dùng giọng điệu cầu xin nói, đừng, đừng mà. Đừng làm như vậy, tôi cầu xin anh, nếu như anh thật sự muốn báo đáp, không cần phải lựa chọn cách này. Cho dù giết tôi cũng được, nhưng đừng dùng tính mạng của anh ra đánh cược. Người phụ nữ đau khổ van xin, nhưng Chu Dương không nghe thấy nữa.
những chuyện như tự thiêu mạng sống của mình, chắc chắn sẽ để lại gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Bây giờ thị lực, thính giác, khứu giác và xúc giác của anh đang dần dần mất đi. Đây là cú đấm cuối cùng của anh, Chu Dương phát ra một tiếng gầm xuyên thấu tâm can, cả người hóa thành một ánh hào quang màu đỏ như máu lao vào cửa đá. Một tiếng ầm lớn xảy ra giữa Chu Dương và cửa đá, hào quang màu đỏ trở nên mờ nhạt, tất cả năng lượng đều biến mất. Còn cửa đá đó vẫn không có tổn hại nào. Chu Dương nằm chê y mặt đất, toàn thân đen như mực, đây là hậu quả của việc tăng thân nhiệt và bỏng rát, bây giờ anh đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn. Còn người phụ nữ kia vẫn sững sờ đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Một lúc sau, cô ta gượng cười, lẩm bẩm một mình, thì ra, đây là cách hóa giải cửa ải thứ hai của trận pháp. Chúc mừng anh, người thanh niên trẻ tuổi, hy vọng anh có thể tiếp tục đi tiếp, vượt qua cuộc thử thách này, thật sự trở thành hoàng đế của con người. Giọng nói của người phụ nữ càng lúc càng nhỏ, cơ thể của cô ta cũng mờ nhạt dần cùng với giọng nói, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Chu Dương vẫn nằm yên lặng chê y đất, nhưng cánh cửa đá trước mặt lại đột nhiên mở ra. Luồng chân khí xung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn vào cơ thể của Chu Dương, hồi phục cơ thể gần như bị cháy hết của anh. Nhưng Chu Dương không hề biết chuyện này, vì anh hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, cơ thể của Chu Dương mới co rút lại. Cùng với sự co giật của cơ thể là sự thức tỉnh của ý thức. Anh thấy hơi kỳ lạ. Động tác chê y người do hệ thống thần kinh cảm nhận và truyền đến não bộ, nên vốn dĩ Chu Dương không có bất kỳ ý thức gì, giờ lại đột nhiên nhận được tín hiệu từ thế giới bên ngoài truyền đến. Hít phải cái quái gì thế? Hình như anh có thể khống chế thứ gì đó. Là cơ thể của anh sao? Mình đến đâu rồi, sau khi chết còn có thể khống chế cơ thể của mình sao? Hoặc thứ này thật ra là linh hồn. Anh cố gắng tìm tòi nguồn gốc của hệ thống thần kinh vừa nãy. Sau đó nhận ra sự tồn tại của cơ thể mình, tiếp theo, anh có thể khống chế hoàn toàn cơ thể. Đầu tiên anh cố gắng mở mắt, quan sát xung quanh. Đây là thứ gì, nơi này sao lại quen thuộc đến thế? Chu Dương mở mắt nhìn chằm chằm, ý thức của anh càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng có thể ngẩng đầu lên nhìn. Anh hiểu ra, cơ thể ban đầu của mình đã gần như được hồi phục. Năng lượng hồi phục của cơ thể đều đến từ trận pháp này. Là trận pháp cứu sống anh. Chu Dương trầm ngâm một hồi, từ từ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh thật sự đã chết một lần. Giống như Mai Gai trong chuyện của Naruto, vì mở cánh cửa chết mà mất mạng. Nhưng Mai Gai vốn dĩ đã chết, lại được Naruto người sở hữu sức mạnh của 6 vị thần cứu sống. Tình trạng của mình cũng tương tự như vậy. Hơn nữa cánh cửa đá trước mắt đã mở, người phụ nữ biến mất trong hang động, Chu Dương hiểu ra. Mình đã vượt qua cửa ải này. Thậm chí bên cạnh anh còn xuất hiện một tấm thẻ ngọc, chê y đó có một hàng chữ nhỏ rất đơn giản, chúc mừng người đầu tiên vượt qua cuộc thử thách lần này. Người đầu tiên, cuộc thử thách được thiết lập ngàn năm, mình lại là người đầu tiên vượt qua cuộc thử thách này sao? Nói ra có vẻ rất kỳ lạ, cuộc thử thách lần này lại sắp xếp việc chết trước rồi tái sinh sau. Chính là để anh đưa ra quyết định phải chết một lần mới có thể vượt qua thử thách. Đối với hầu hết mọi người, ông đây đã giác ngộ về cái chết, thì tại sao không chiến đấu với người phụ nữ đó? Không phải ám chỉ rằng phải giết người phụ nữ đó. Đối với hoàng đế võ giả, rất nhiều người đều sẵn sàng lựa chọn cái chết để bảo vệ đạo đức của mình, chuyện này không kỳ lạ, cho nên không nhiều hoàng đế võ giả sẽ lựa chọn giết người phụ nữ kia. Thế nhưng, với một hoàng đế võ giả, bọn họ cũng không thể từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Cục diện trở thành cục diện chết. Vậy tại sao bọn họ không tranh đấu một lần cuối cùng? Đó là cho phép người phụ nữ hấp thụ chân khí của mình. Chương 1003, thật sự tuyệt vọng. Đồng ý điều kiện của người phụ nữ, cho phép người phụ nữ hấp thụ chân khí của mình, ngộ nhỡ cô ta không hút cạn chân khí thì sao? Đợi cửa đá mở ra, mình sẽ dùng chút sức lực còn lại để đẩy người phụ nữ ra, đó mới là cách để vượt qua cửa ải thứ hai. Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Vì thế cho đến nay, không có ai lựa chọn cách làm như Chu Dương. Còn sự chọn lựa của Chu Dương đúng chính xác là cách thật sự để vượt qua cuộc thử thách lần này. Chu Dương trầm mặc một hồi, để chân khí trong trận pháp chữa trị vết thương cho anh. Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc anh có làm gì có lỗi với người phụ đó không? Mặc dù đã vượt qua cửa ải này, nhưng theo Chu Dương thì người phụ nữ kia đã cứu anh,
anh lại không thể cứu người phụ nữ đó, kết quả như vậy có được coi là phản bội cô ta không? Dù sao, ban đầu mình có cách để cô ta tiếp tục sống. Nhưng anh lại nhanh chóng trở nên thoải mái. Người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là một trình tự được lập trình sẵn mà thôi. Cô ta cố tình cứu anh, sau đó lấy cái cớ này để uy hiếp ta. Nói rõ ra, tất cả đều là cạm bẫy, là cái bẫy mà người phụ nữ này muốn giết mình mà thôi. Nếu đã như vậy, Chu Dương cũng không cần cảm thấy áy náy. Vốn dĩ anh không ra tay với cô ta, thậm chí có tâm lý muốn cứu người phụ nữ mới liều mạng cứu mình, nhưng lúc anh tỉnh lại, người phụ nữ lại biến mất. Thật ra nguyên nhân thật sự là Chu Dương phá bỏ cửa ải của cuộc thử thách, trận pháp sẽ lấy lại năng lượng đã chuyển hóa thành người phụ nữ mà thôi. Nói đơn giản hơn, bất kể Chu Dương giả ban đầu và người phụ nữ này nói những gì, biểu hiện của bọn họ giống con người ra sao, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Chê y thực tế, bọn họ chỉ là chương trình mà trận pháp thiết lập ra, không tồn tại tình cảm gì. Nếu Chu Dương hiểu chuyện này từ sớm, vậy thì anh có thể thẳng tay giết cô ta mà không có chút gánh nặng tâm lý. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn, Chu Dương nằm chê y mặt đất, hít một hơi thật sâu, loại bỏ hình ảnh cô ta khỏi tâm trí. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thả lỏng, đằng sau vẫn còn có một cửa ải nữa. Chu Dương ngồi dậy, yên lặng nhìn cửa đá phía trước. Cửa đá đã mở, xuyên qua cánh cửa, Chu Dương có thể nhìn rõ căn phòng tiếp theo như thế nào. Trông rất rộng rãi. Nhưng anh không thể nhìn rõ trong đó có những ai, trong căn phòng đó yên ắng, như thể chỉ là một căn phòng trống mà thôi. Nhưng từ hai cửa ải trước, Chu Dương biết cửa ải thứ ba của cuộc thử thách này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Anh suýt chút nữa mất mạng ở cửa ải đầu tiên và chết một lần ở cửa ải thứ hai, ai biết được cửa ải thứ ba sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi vững vàng tâm lý, hồi phục vết thương và bảo đảm bản thân đang ở trạng thái tốt nhất, Chu Dương nhấc chân đi về căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba thật sự rất lớn. Nó ngăn cách giữa cửa đá và con đường, Chu Dương không cảm nhận rõ ràng căn phòng này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Sau khi đến căn phòng này, Chu Dương mới hoàn toàn nhìn rõ. Mắt không nhìn thấy vạch đích. Không phải nói thật sự không nhìn thấy phía đối diện, mà phải nói là khoảng cách từ bức tường bên này đến bức tường bên kia khoảng 1.000 mét, có vẻ bức tường phía đối diện rất mơ hồ. Có thể tưởng tượng rằng cự ly đường thẳng của đường chạy bên ngoài sân vận động bình thường cũng chỉ có 100 mét thôi. Chỗ trống này rộng khoảng 10 sân bóng đá, có thể nhìn thấy đối diện nhưng xem ra đã cực kỳ mờ nhạt. Cảm nhận thứ hai chính là chiều cao, căn phòng này như một căn phòng bí mật dưới lòng đất, khoảng cách từ dưới lên trên y đỉnh khoảng mấy chục mét, cũng cho người ta cảm giác nhìn không thấy vạch đích. Chỉ xét về không gian đã tràn ngập cảm giác rộng lớn. Người bình thường đến đây thì hai chân sẽ run lẩy bẩy muốn quỳ xuống vái lại gì đó. Không quan tâm là gì, chỉ cần quỳ xuống là xong chuyện, nếu không chắp tay quỳ lại thì có cảm giác không an toàn. Nhưng Chu Dương là hoàng đế võ giả, mặc dù nơi này rất rộng lớn, nhưng không thể khiến nội tâm của anh dao động nhiều. Điều khiến Chu Dương thật sự chú ý là võ đài trong căn phòng. Đi ra khỏi lối đi, có một con đường nhỏ lát gạch kéo dài trước mặt Chu Dương. Con đường nhỏ này dài khoảng hơn 200 mét, nhưng phần cuối con đường là một bậc thang rất dài. Chu Dương ước tính sơ bộ, có khoảng 999 bậc cầu thang, cao khoảng hàng chục mét, chiều rộng cũng hàng chục mét. Có thể tưởng tượng, Chu Dương rất bé nhỏ trước mặt công trình kiến trúc này. Mà chê y bậc thềm kia còn đặt một chiếc ghế đá cổ. Hoặc là ghế ngồi được dùng làm ngai vàng thì hợp lý hơn. Có thể ngồi chê y thứ đồ đó thì kiểu gì cũng là một vị vua. Chu Dương nheo mắt, vì bây giờ anh nhận ra thật sự có một người đang ngồi chê y ngai vàng đó. Một ông già khoảng 70 tuổi, râu bạc trắng, mặc một bộ hán phục rất lộng lẫy. Thật sự có khí chất thần tiên, ông già nhìn khá giống Hứa Thánh Linh, nhưng khí chất hai bên có sự chênh lệch lớn, khí chất của Hứa Thánh Linh không thể so sánh được với ông già này, đọc nhanh tại tamlins247.net. Xem ra, ông già này là đối thủ của anh, cũng là cửa ải cuối cùng của cuộc thử thách. Không nghĩ nhiều, Chu Dương đi thẳng đến bậc cầu thang. Anh vừa đi vừa nghĩ, năng lực của ông già này là gì? Từ hai cửa ải trước, cuộc thử thách này rất có ý nghĩa, thực lực của đối thủ không nhất thiết là áp lực khiến người khác nghẹt thở, nhưng sức mạnh của bọn họ rất nguy hiểm. Cho dù là người có ý chí rất kiên định, chỉ cần trong lòng bị dao động thì có thể sẽ mất mạng, điều này cực kỳ nguy hiểm.
Ông già này thì sao? Chu Dương thầm nghĩ, trải qua hai cửa ải thử thách, anh đã hiểu quy tắc của cuộc thử thách này. Lần này, bất kể ông già nói gì, kể khổ hoặc lôi kéo làm quen thì anh cũng sẽ không để ý, vì căn bản anh không coi đối phương là con người. Nội tâm của anh không nên chịu bất kỳ sự mê hoặc nào, cho nên Chu Dương nghĩ cửa ải này có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Anh đi rất chậm, khoảng 3 phút sau, vừa bước lên bậc cầu thang thứ 300. Lúc này, ông già kia ngồi trên y ngai vàng đột nhiên nói với anh. Cậu chính là thằng nhóc có thể vượt qua cửa ải thứ 2 sao? Ông già từ trên y cao nhìn xuống Chu Dương, cau mày nói với vẻ mặt bất mãn, yếu vậy à? Rốt cuộc cậu làm cách nào để vượt qua hai tầng thử thách? Không phải gian lận chứ? Chương 1004, Tiên Sư. Chu Dương đang đi lên cầu thang, nghe thấy ông già nói vậy liền sửng sốt, khó chịu đáp lại, thế nào gọi là gian lận? Chỉ cần tôi đến đây được thì chính là có bản lĩnh, có liên quan gì đến gian lận? Bản thân mình đã phải trả bao nhiêu để vượt qua hai cửa ải đầu tiên? Chỉ có Chu Dương mới biết về những khó khăn đó, mà bây giờ ông già này lại vu khống anh tội gian lận. Điều này khiến Chu Dương rất khó chịu. Chết tiệt, thứ này có thể gian lận sao? Có thể gian lận sao ông không nói sớm đi? Hại ông đây phải tốn nhiều công sức như vậy. Nghe thấy lời phàn nàn không vui của Chu Dương, ông già không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, hậu bối như cậu đúng là có cá tính, còn dám nói chuyện với tôi như vậy, xứng đáng là người đầu tiên vượt qua hai cửa ải để đến đây. Ông già có vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi Chu Dương, hậu bối, tên cậu là gì? Vượt qua thử thách này còn phải báo cáo tên tuổi nữa sao? Tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng Chu Dương cũng không giấu giếm gì, bởi vì anh cảm thấy thái độ của ông già này khá tốt, cho nên bản thân anh cũng không cần thiết phải bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Tôi tên là Chu Dương, Chu Dương không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp lại, sau đó tiếp tục đi lên bậc thang. Lông mày của ông già khẽ nhíu lại, trong lòng thắc mắc khó hiểu Chu Dương. Họ Chu, cậu không phải là đệ tử của Hứa gia sao? Chỉ thông qua một hai câu đối thoại đơn giản như vậy, Chu Dương đã nhận ra ông già trước mặt rất có thể là tiền bối của Hứa gia. Ông già này sẽ không vì anh không phải là người của Hứa gia mà ra tay giết anh chứ? Tất nhiên, ông già này chắc cũng không phải là một lão quái vật sống từ ngàn năm trước đến bây giờ, nói trắng ra thì ông ta chính là một linh hồn còn sót lại, hay còn gọi là ý thức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra không có gì ngạc nhiên khi ông già này có thể sống hàng nghìn năm, dù sao Chu Dương cũng đã nhìn thấy người chê y khắp thế giới này rồi, chẳng hạn như Bạch Nguyệt và người phụ nữ tự nhận mình là vợ trước của anh, dường như họ đã sống hàng trăm năm. Lão quái vật này sống lâu trăm năm trong giới tu hành, dường như cũng không phải là điều không thể. Sở dĩ Chu Dương cho rằng ông già này không phải là người sống là bởi vì anh nghĩ rằng không có người sống nào lại tự chôn vùi bản thân trong lòng đất đen tối hàng ngàn năm như vậy. Nếu ông già này thực sự còn sống, thì cũng nên sống ở Hứa gia, là một vũ khí bí mật của Hứa gia, chứ không nên ở trong trận pháp. Nghĩ đến đây, Chu Dương thả lỏng hơn, đối phương không phải người sống, vậy thì cũng chỉ là trình tự trong trận pháp thử thách. Theo trình tự, ông ta phải tuân thủ các quy tắc của cuộc thử thách, ông ta sẽ không cố ý giết anh chỉ vì anh không phải là người của Hứa gia. Vì vậy Chu Dương thẳng thắn trả lời, ừ, tôi không phải là con cháu của Hứa gia. Tôi chỉ là một người tu luyện bình thường mà thôi. Anh thật sự chỉ là một người tu luyện bình thường. Tuy rằng bây giờ anh có thực lực, nhưng đó đều dựa vào những cuộc gặp gỡ bất ngờ, hoàn toàn không có một người sư phụ nào thực sự dạy dỗ anh. Ha ha, một người tu luyện bình thường, tuổi còn trẻ lại có thể đạt được thành tựu như vậy, xem ra cậu thật không hề đơn giản chút nào. Có thể cho tôi biết bây giờ Hứa gia như thế nào không, ông già hỏi. Nếu tôi không muốn nói thì sao, Chu Dương đi tới trước mặt ông già, nhìn thẳng vào mắt của ông ta, chuyện này không liên quan gì đến cuộc thử thách cả. Ông già hơi khựng lại, hiển nhiên ông ta không ngờ Chu Dương lại trả lời ông ta như vậy. Ông ta cau mày, đương nhiên không liên quan, nhưng cậu là hậu bối, tôi khuyên cậu không nên kiêu ngạo như vậy. Người trẻ tuổi, phải biết mềm mỏng đúng lúc thì mới sống lâu được. Không cần ông phải lo lắng. Chu Dương hừ một tiếng, tôi đến để vượt qua thử thách, ông cứ nói thẳng ra, cửa ải này có quy tắc gì, như thế nào mới được gọi là vượt qua thử thách. Thời gian của tôi rất eo hẹp, vượt qua cửa ải này tôi còn phải về tắm rửa nữa. Cậu nhóc giỏi lắm, xem ra cậu còn kiêu ngạo hơn tôi tưởng. Nếu đã như vậy,
tôi cũng không khuyên cậu nữa, cậu đã nói là rất vội, vậy lão già tôi đây cũng sẽ không lãng phí thời gian của cậu. Ông già vươn vai ngồi ở trên y ghế, quy tắc của cửa này rất đơn giản. Cũng có thể nói là không có quy tắc, cậu có thể dùng các loại phương pháp chỉ cần có thể đánh bại tôi, thì cậu sẽ vượt qua cửa này. Đơn giản như vậy sao? Chu Dương hoài nghi hỏi. Có kinh nghiệm của hai cửa đầu tiên, Chu Dương luôn cảm thấy thử thách này rất không thực tế, khắp nơi đều có cạm bẫy, thử thách lòng người rất nghiêm ngặt. Vì vậy trước khi gặp ông già này, anh cũng tự hỏi cửa cuối cùng này sẽ có sắp đặt gì đây? Anh vẫn đang tự nhắc nhở bản thân rằng dù người kia có nói gì thì cũng không được phép bị lừa, hãy coi người kia như một vật thể có năng lượng là được. Nhưng anh không ngờ rằng, quy tắc của cửa ải cuối cùng này lại đơn giản như thế này. Do đó Chu Dương mới kinh ngạc, không còn xuất hiện những thứ không hiện thực như những cửa trước ư. Ông già nở một nụ cười ẩn ý, thản nhiên nói, đơn giản sao? Có lẽ vậy, nếu đơn giản như vậy, thì cậu mau chóng ra tay đi. Không phải cậu rất vội sao? Chu Dương cũng mỉm cười, tiền bối để tôi ra tay trước sao, nếu để tôi đánh ông trước, e rằng ông không có cơ hội ra tay rồi. Vậy sao, ông già ngáp một cái, như vậy không phải tốt sao? Cậu nhanh chóng đánh bại tôi, thì có thể lĩnh thưởng và rời đi, không phải rất tiết kiệm thời gian à? Quả thực anh rất vội, nếu ông già này đã khách sáo như vậy thì Chu Dương chỉ cần đánh bại ông ta là có thể rời đi. Hơn nữa nghe thấy lời này của ông già, nếu vượt qua cuộc thử thách này thì còn có phần thưởng. Chu Dương thấy hứng thú hơn, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, lão tiền bối, nếu ông đã khách sáo như vậy, thì tôi đây cũng không nương tay nữa. Hãy đỡ lấy. Chu Dương giơ nắm đấm đập thẳng vào đầu ông già. Thắng rồi, Chu Dương vui mừng khôn xiết, ông già này không có chút phòng bị nào, cú đấm này của anh đã dùng toàn bộ sức lực. Cho dù đầu của ông già này là sắt đi chăng nữa, thì anh cũng thắng rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Chu Dương đột nhiên thay đổi. Chỉ nhìn thấy bộ dạng lười nhác của ông già, giống như chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi uể oải của mình, đầu hơi nghiêng sang một bên, cú đấm của Chu Dương lại chỉ đánh trúng cái ghế. Có ma quỷ gì sao? Ở khoảng cách gần như vậy, ông già này có thể né tránh được trong khi không chút phòng bị nào. Chẳng lẽ là trùng hợp? Chu Dương không hiểu lắm, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông già. Ông già lại ngáp một cái, nhìn tôi làm gì, cậu không đánh nữa sao? Đừng đắc ý quá, Chu Dương hừ một tiếng, siết chặt nắm tay, tạo thành một luồng gió đấm thẳng vào đầu ông già. Anh không tin, sức mạnh như này mà ông ta còn không có khả năng trốn thoát được. Chương 1005, mặt dày. Chu Dương cảm thấy anh điên rồi, hoặc là trước mắt anh xuất hiện ảo giác. Ông già này đang ngồi trước mặt anh, nhưng dù anh có vùng nắm đấm như nào thì cũng chẳng đấm trúng một cọng lông tơ của ông ta. Sao chê y đời lại có loại chuyện như này chứ? Không thể tưởng tượng nổi tâm trạng hiện giờ của Chu Dương đang bực tức như nào đâu, gương mặt trông ngứa mắt kia lại tỏ vẻ đáng ghét, ông ta coi thường đánh giá Chu Dương. Rõ ràng ông ta cách anh rất gần, chỉ khoảng một gang tay là có thể đấm được cái vẻ mặt đáng ghét kia. Nhưng dù anh có cố gắng ra sao cũng chẳng động được tới ông ta. Rõ ràng kết quả ngay trong tầm với đã ở ngay trước mắt, nhưng khoảng cách tới nó lại xa xôi quá. Mà sự khác biệt trong đây không phải là khoảng cách mà là xuyên cả không gian và thời gian. Chu Dương là một người thông minh, chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra anh không phải đối thủ của ông ta. Ông già này vốn dĩ là đang bỡn cợt anh. Cho nên anh chủ động ngừng tấn công, thở hổn hển nhìn ông ta. Sao, từ bỏ rồi à, ông ta cười híp mắt nhìn Chu Dương và hỏi. Chẳng phải vừa nãy cậu hung hăng lắm sao, còn nói cái gì mà cậu ra tay một cái là tôi không có cơ hội ra tay mà. Tiếp đi chứ, tung ra hết vẻ hung hăng càn quấy đó đi. Ông già đắc ý nói. Chu Dương có nỗi khổ không thể nói ra, tuy bị chế giễu nhưng anh cũng không phản bác mà đành gượng cười trong lòng. Nhưng miệng anh vẫn không chịu khuất phục. Sời! Ai nói tôi muốn từ bỏ, chẳng qua là tôi biết giờ tôi không phải là đối thủ của ông mà thôi, dù tôi có cố gắng ra sao cũng uổng phí. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ, tôi còn trẻ, còn ông đã là một ông già, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt qua ông thôi. Dừng một lúc, Chu Dương lại nói, đương nhiên tôi cũng sẽ không ở đây suốt 10 năm với ông, đợi tôi tu luyện vượt qua ông thì tôi sẽ ra tay, giờ tôi chỉ đang nghĩ thêm cách mà thôi. Vừa nãy chẳng phải ông đã nói rồi sao, lần này không có quy tắc gì cả,
chỉ cần tôi đánh thắng ông là xong. Đây là lời nói thật của Chu Dương, đúng là ngay từ đầu anh không có ý nghĩ xấu nào cả, anh muốn coi thử xem ông ta có điểm yếu gì không. Tuy anh là một hoàng đế võ giả kiêu ngạo, nhưng anh cũng biết bản thân không phải là người giỏi nhất, cho nên anh hoàn toàn có thể chấp nhận việc ông già này mạnh hơn anh. Lúc này anh cần phải vận dụng trí tuệ rồi. Dùng mưu kế, trí tuệ thì mới không mất mặt. Thật ra từ khi loài người phát triển tới nay, thành tựu vĩ đại nhất chính là việc phát triển văn minh trí tuệ, nó vốn cũng là một phần sức mạnh, giờ Chu Dương đang nghĩ cách, tìm tòi ra yếu điểm chê y người ông ta. Trong mắt ông ta cũng thoáng hiện vẻ tán thưởng. Trong mắt ông ta, Chu Dương quả thật là lớp người trẻ hoàn hảo. Có thể vượt qua được hai cửa trước đó thì chứng tỏ anh chàng này vô cùng vững tâm, hơn nữa lại rất có nguyên tắc, có thể vì nguyên tắc mà hy sinh chính mình. Song song với việc có nguyên tắc thì anh chàng này lại không để tâm tới những chuyện còn con, rất giỏi biến báo. Những thanh niên như này mới có thể nói là người có tương lai rộng mở. Chỉ đáng tiếc lớp người trẻ này không phải người trong Hứa gia của họ, điều này khiến ông cảm thấy hơi tiếc. Nhưng giờ ông ta cũng không nghĩ nhiều vậy nữa, ở đây đợi suốt nghìn năm, mãi mới có một thanh niên qua được thử thách, nên ông ta vẫn phải trải qua một chặng đường nữa. Và giờ ông ta cũng không suy nghĩ tới thân phận của Chu Dương nữa mà ông ta quyết định hưởng thụ hết mọi thứ. Tôi phải thừa nhận rằng cậu là một thanh niên rất xuất sắc và giỏi biến báo, nhưng hình như cậu đã bỏ sót một chuyện. Đúng, cửa ải này không có quy tắc, chỉ cần cậu có thể đánh thắng tôi hoặc thậm chí là khiến tôi bị thương thì đều được coi là cậu đã qua ải. Nhưng cậu có nghĩ tới chuyện tôi chưa từng hứa là sẽ không đánh trả không? Ông già cười híp mắt nói. Chu Dương hơi sững sờ. Toang rồi. Trò đùa thái quá gì đây? Sức mạnh của ông già này chắc chắn đã đạt tới cảnh giới nghịch thiên, hơn hẳn Chu Dương vài cảnh giới. Vốn dĩ việc anh gắng hết sức nghĩ cách đánh bại ông ta đã vất vả lắm rồi, giờ ông ta lại còn muốn đánh trả. Đừng có mặt dày vậy chứ. Trong lòng anh bất an vô cùng. Trời đất ơi, vậy không được đâu. Anh vội vàng lùi về phía sau, tạo khoảng cách với ông già rồi nói, bậc bề chê y này, nếu ông muốn đánh trả thì có phải là hơi gian rồi không? Ông là một lão quái vật sống mấy nghìn năm, còn tôi chỉ là một chàng trai chưa tròn 30 tuổi, ông mà ra tay với tôi thì ông đúng là đồ mặt dày. Chu Dương nửa chế giễu nửa nghiêm túc nói. Anh thật sự cảm thấy nếu ông già này dám đánh anh thì đó là một hành vi vô cùng dơ bẩn. Nhưng ông ta lại cười ha ha vài tiếng, ông ta chẳng bận tâm tới mấy lời chế giễu của anh. Phải, nếu tôi ra tay với cậu thì đúng là hơi xấu hổ thật. Nhưng nếu thế thì đã sao? Tôi đã chết được mấy nghìn năm rồi, còn cần thể diện làm gì? Huống hồ chuyện này vốn dĩ chỉ là một thử thách dành cho cậu, có vượt qua được thử thách này hay không là dựa vào bản lĩnh của cậu, còn tôi chỉ cần nghĩ cách để gây khó dễ cho cậu, tăng thêm độ khó cho cậu mà thôi, nếu nghĩ như vậy thì hình như cũng chẳng mất mặt lắm nhỉ. Chu Dương bĩu môi, anh còn định chế giễu tiếp rằng lúc ông ta tự tìm cớ cho mình, bỗng nhiên ông ta mất tăm không thấy bóng dáng đâu. Anh sững sờ. Khi anh hoàn hồn lại thì một gương mặt đang cười tủm tỉm đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Ông già này tới thẳng trước mặt anh, cười híp mắt nói, giờ cậu đã chuẩn bị xong chưa? Lớp người trẻ. Trời đất, Chu Dương hét lên một tiếng quái dị, nhảy sang một bên, nhìn ông ta với vẻ mặt đầy cảnh giác, ông định dọa chết tôi à? Hi hi, đừng nói vậy chứ, cậu mới còn trẻ mà đã trở thành hoàng đế võ giả, chẳng lẽ sức chịu đựng về mặt tâm lý lại tệ vậy sao? Ông ta nói với vẻ thờ ơ, ông ta trượt bước chân rồi lại biến mất. Lần này Chu Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bả vai anh chiếu xuống, anh đã bị ông ta tóm được rồi. Anh thầm hét lên một tiếng, chưa kịp trả lời ông ta thì đã bị ông ta túm chặt vai rồi ném anh ra. Ném từ chê y bậc cao xuống. Bậc cao này nói giảm nói tránh thì cũng phải 1-200 mét, tổng cộng có 9.999 bậc, nếu 5 bậc là 1 mét thì bậc cao này cũng phải tầm 200 mét đó. Tuy Chu Dương là hoàng đế võ giả, nhưng anh cũng là hoàng đế người trần mắt thịt như anh đâu có biết bay. Ngã từ chê y cao xuống thế, không chết cũng tàn phế nửa người. Lòng anh bỗng nặng nề, tự nhủ là toi đời rồi, nếu lần này mà chết chắc sẽ chẳng có bất kỳ dấu vết nào đâu. Chương 1006, nhớ mong. Muốn nói không cam tâm, kia là khẳng định không cam tâm. Chu Dương mặc dù không sợ chết, nhưng tuyệt không mang ý nghĩa hắn sẽ tùy tiện muốn chết. Vì mình nguyên tắc, hắn có thể hy sinh.
vì mình người yêu sâu đậm hoặc là yêu mình người, hắn cũng có thể hy sinh. Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì? Cứ như vậy tùy tiện, bị một cái lão đầu ném đến ngã chết rồi. Cái này chết đều chết không ra một cái đẹp mắt đến. Chu Dương trong lúc nhất thời, thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ rất nhiều, mà lại, hạ xuống tốc độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này vậy mà là thật. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ tựa như là một cây lông vũ đồng dạng, thời gian dần qua hướng phía dưới phiêu đãng. Tình huống như thế nào? Chu Dương nghe được bên tai của mình truyền đến một trận gió âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, lão đầu cũng từ chê y đài cao nhảy xuống tới. Đồng quy vô tận. Không đúng, đem mình ném đến, đối lão nhân này căn bản không có bất cứ uy hát yêu ta gì à, hắn nhảy xuống làm gì đồ chơi. Chu Dương có chút mờ mịt nghĩ đến. Rất nhanh, là hắn biết vì cái gì. Lão nhân này vậy mà mẹ nó biết bay. Lão đầu nhảy đến Chu Dương bên người, thân hình đột nhiên dừng lại, biến thành giống như Chu Dương hạ lạc tốc độ, một bên hạ xuống rơi một bên chậm rãi nói, hậu bối, hiện tại là cảm giác gì? Chu Dương có chút im lặng. Còn mẹ nó có thể có cảm giác gì à, ta hiện tại cảm giác giống ăn phân đồng dạng chẳng lẽ cũng phải nói cho ngươi sao? Tiền bối thủ đoạn quả nhiên cao minh, Chu Dương tâm phục khẩu phục nói. Ồ, ngươi là thật tâm sao? Lão đầu híp mắt. Một mặt ý cười hỏi. Đương nhiên, ngươi nhìn ta đều thành dạng này, còn có tất yếu nói láo ha. Chu Dương cười khổ nói. Kỳ thật hắn còn thật muốn tổn hại một chút lão đầu này, nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại tổn hại lão đầu này một chút cũng không có ý nghĩa gì, nói cho cùng, hay là mình tài nghệ không bằng người. Đã đến nơi này, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thất bại, có chơi có chịu. Lời này nghe dễ chịu, như vậy. Xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, ta quyết định tha cho ngươi một mạng thế nào. Lão đầu đảo tròn mắt, cười nói với Chu Dương. Chu Dương trong lòng vui mừng, ta kiểm tra, đó là đương nhiên tốt, có thể còn sống ai nguyện ý đi chết a? Đa tạ tiền bối, Chu Dương không cần suy nghĩ liền thốt ra. Vậy ngươi liền hạ đi thôi. Lão đầu tay áo vung lên, Chu Dương bỗng nhiên liền mất đi vừa rồi kia cỗ sức nổi trèo trống. Lại lấy vật rơi tự do tốc độ rơi xuống. Đại gia ngươi, Chu Dương ở trong lòng thầm mắng một câu, trong lòng tự nhủ lão nhân này thật không phải là một món đồ, rõ ràng đáp ứng muốn thả mình một ngựa, làm sao xuất thủ còn như thế ngoan độc a. Nhưng là ngay tại hắn sắp chạm đất thời điểm, hạ xuống tốc độ bỗng nhiên lại ngừng lại, cuối cùng, vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Chu Dương hơi sững sờ, hiểu được, đây là lão đầu cứu mình. Lão nhân này vẫn có chút nhân tính nha. Lúc này, lão đầu cũng rơi xuống, híp mắt nhìn về phía Chu Dương. Đa tạ tiền bối, Chu Dương vội vàng nói. Tạ liền không cần, vừa rồi rơi xuống thời điểm, ngươi có hay không ở trong lòng mắng ta? Lão đầu khoát tay áo hỏi. Chu Dương lại không còn gì để nói. Cái này mẹ nó cũng có thể nghe được. Ta ngay tại trong lòng mắng một câu a, lại không có mắng ra. Loại chuyện này Chu Dương đương nhiên là sẽ không thừa nhận, vội vàng lắc đầu. Lão đầu ánh mắt có chút hoài nghi. Thật, thật, Chu Dương đầu điểm như gà con mổ thóc. Vậy là tốt rồi, lão đầu hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi nếu là vừa rồi mắng ta, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Chu Dương ở một bên cũng không dám thở mạnh. Tốt, ngươi cũng không cần thiết như thế sợ hãi, hiện tại ta đã thực hiện lời hứa của mình, tha ngươi một mạng, hiện tại. Khảo nghiệm có thể tiếp tục, ngươi còn ra tay sao? Lão đầu còn nói thêm. Chu Dương nhìn về phía lão đầu, có chút do dự một chút, sau đó lắc đầu. Nói đùa cái gì, lão nhân này mạnh căn bản không giống loài người có được hay không? Ra tay với hắn, khẳng định không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cho nên hắn lắc đầu. Nhưng là lão đầu lại cười hắc hắc, ngươi không xuất thủ, vậy ta sẽ phải tiếp tục xuất thủ rồi. Mẹ nó! Chu Dương trong lòng lớn tiếng mắng, muốn hay không đùa người khác như vậy à? Ngươi đã còn muốn xuất thủ, vừa rồi làm gì còn muốn bỏ qua ta đây? Trong lòng của hắn vừa mắng, dưới chân một bên cực tốc lui lại. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chạy lạc. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù là chạy, hắn hiển nhiên cũng không phải lão đầu đối thủ. Lão đầu rất nhanh liền bắt lấy hắn, hậu bối, ngươi muốn đi đâu à?
khảo nghiệm còn chưa kết thúc nha. Chu Dương một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lão tiền bối, không cần thiết như vậy đi. Tuy nói là khảo nghiệm, nhưng chúng ta cấp độ chênh lệch cũng quá nhiều không phải, nếu như ngươi một điểm nước không thả, ta cái này khảo nghiệm căn bản không qua được có được hay không a? Chu Dương thành tâm thành ý nói. Đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi được không? Mà lại nói tốt là hoàng chi khảo nghiệm, ngươi cho ta chỉnh ra đến như vậy một cái hoàn toàn không có cách nào đối phó lão quái vật, cái này còn thế nào chơi? Chu Dương bỗng nhiên minh bạch, đối với cửa ải cuối cùng này đến nói, không có quy tắc, mới là gian nan nhất quy tắc. Thực lực của hai bên chênh lệch quả thực quá lớn, chỉ cần có bất kỳ một cái quy tắc, vô luận cái dạng gì quy tắc, kỳ thật đều là khuynh hướng Chu Dương. Tỷ như một người cùng một con kiến đánh nhau, tại không có quy tắc tình huống dưới, đối với con kiến đến nói mới là chí mạng nhất. Nhưng là chỉ cần có tùy tiện một cái quy tắc đối hai người đều tiến hành hạn chế, vô luận hạn chế phương diện nào, tỷ như hạn chế Chu Dương am hiểu nhất tốc độ, kỳ thật cũng là đang biến tướng trợ giúp Chu Dương. Nhưng cửa ải cuối cùng này, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì quy tắc, lão đầu này, hoàn toàn một bộ có thể muốn làm gì thì làm tư thái, cái này khiến Chu Dương có chút phát điên. Nhìn xem Chu Dương phát điên biểu lộ, lão đầu bỗng nhiên dừng lại dưới chân động tác, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Chu Dương, người thật muốn để ta nhường. Chu Dương nhẹ gật đầu, không nhường căn bản không có chơi a. Lão đầu cũng nhẹ gật đầu, không có vấn đề, nói cho ta hứa ra tình huống hiện tại thế nào. Chu Dương hơi sững sờ, giờ khắc này hắn từ lão đầu trong mắt nhìn ra một tia lo lắng. Thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, nguyên lai, cái này một mực cao cao tại thượng, nhìn như không gì làm không được một mực đang trêu đùa Chu Dương lão đầu, kỳ thật trong lòng một mực đang nhớ hứa ra. Giờ khắc này, Chu Dương lại có chút ao ước hứa ra những cái kia bại hoại. Rõ ràng như vậy đồ ăn, cách cục như vậy nhỏ, nhưng tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất, lại có như thế một cái lão nhân một mực đang quải niệm lấy bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Chu Dương lựa chọn thỏa hiệp. Đầu tiên là vì mình, vì để cho lão đầu cho mình nhường một chút. Cái thứ hai là bởi vì đối lão đầu này đồng tình. Nơi này rõ ràng là hứa ra trận pháp, thế nhưng là lại tới đây, lại là mình như thế một ngoại nhân, chắc hẳn, lão đầu hẳn là lo lắng xấu đi. Không có suy nghĩ nhiều, Chu Dương biến thẳng tiếp đem hứa ra hiện trạng toàn bộ nói ra, trong đó bao quát mình cùng hứa ra sinh ra ân oán tình cừu. Chương 1007, dặn dò. Chu Dương thuật lại rất chi tiết, không giấu giếm điều gì, cũng không cố ý bôi nhỏ hứa ra. Anh dựa vào góc độ của người xem, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện mà thôi. Thậm chí anh không mang theo cảm xúc cá nhân trong toàn bộ quá trình, cũng không nói bất kỳ lời nào về bố cục của hứa ra hiện giờ. Nhưng tu vi của ông già ở cấp độ nào chứ? Tầm nhìn của người có thể đạt đến tu vi này cũng rộng lớn đến đáng sợ. Cho nên, ông ta nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Một đám thỏ đế vô dụng, bọn chúng thật sự làm như vậy, sau khi ông già nghe xong, liền nổi giận đùng đùng. Không ra hồn, đường đường là hậu bối của hứa gia, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Cậu không gạt tôi chứ? Ông già không dám tin. Hoặc thật ra ông đã tin, nhưng ông không thể chấp nhận, ông ta vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng rồi truy hỏi Chu Dương. Ông ta hy vọng Chu Dương nói những điều này là lừa gạt ông ta. Nhưng dựa vào tu vi của ông ta, Chu Dương không dám nói dối, ông ta vẫn có thể nhìn ra. Chu Dương lắc đầu, tôi không dám. Ông già trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài. Bỏ đi, con cháu có phúc của con cháu, hoặc tất cả đều là số mệnh. Chu Dương ở bên cạnh không nói gì. Ông già có suy nghĩ này, thật ra có thể nói là rất bình thường. Ông ta quan tâm đến con cháu mình, sau khi nghe hứa ra làm ra chuyện này thì rất thất vọng và tức giận. Với cảnh giới của ông ta có thể nhìn thấu mọi sự vật sự việc chê y đời. Huống hồ, ông ta đã chết ngàn năm nay rồi. Cho nên, ông ta tức giận một hồi, nhanh chóng trở lại như một người bình thường, chỉ là trông hơi ủ rũ. Tiền bối. Vậy cuộc thử thách của chúng ta có thể tiếp tục không? Ông dự định thế nào? Chu Dương khẽ hỏi. Trong lòng ông già nghĩ thế nào, thật ra không liên quan nhiều đến anh. Anh nói nhiều với ông già như vậy, nói một cách dễ hiểu, là vì để ông già buông tha cho mình mà thôi. Sau khi nghe Chu Dương nhắc nhở, ông già hơi sững sờ, rồi mất kiên nhẫn xua tay. Được rồi, cậu đã vượt qua cửa ải này, tôi không muốn chơi với cậu nữa, mau đi đi.
Vậy là qua rồi sao? Chu Dương không dám tin. Tiền bối, thế này có được không vậy? Đây không phải thử thách à? Còn trận pháp thì sao? Chu Dương chưa nói xong, thật ra không cần nói ra câu tiếp theo. Ý của anh rất rõ ràng, thử thách của Hoàng đế là trình tự bố trí trận pháp, giờ ông nói tôi qua là tôi qua luôn sao? Ông nói là được à? Cho dù không nói nửa câu sau, ông già cũng nghe hiểu, cười sảng o á yêu ta rồi giải thích một cách đắc ý, thế nào, cậu cho rằng tôi cũng như những người khác, chỉ là một hình ảnh hư cấu mà trận pháp tạo ra sao? Hoặc tôi không phải là hình ảnh hư cấu mà trận pháp tạo ra, mà là chủ nhân của trận pháp này. Thì ra, trận pháp này thật sự chính ông già tạo nên. Còn thử thách của trận pháp này, cũng chỉ có hai cửa mà thôi. Ông già thấy hai cửa đã rất nghiêm túc rồi, người có thể vượt qua hai cửa đến được đây, chắc chắn là một nhân tài. Bản thân ông ta canh giữ cửa thứ ba, không phải là vì thử thách mà là để chỉ điểm. Cho nên, nơi này không có bất kỳ quy tắc. Vì ông ta chính là quy tắc, đương nhiên có quyền để Chu Dương rời đi. Chu Dương sững sờ đần mặt ra, lại nói yếu ớt, ồ đúng rồi, tiền bối, ông không phải nói, vượt qua cuộc thử thách này sẽ có phần thưởng sao? Phần thưởng đó là gì? Mặc dù bây giờ Chu Dương cũng không thiếu thứ gì, nhưng anh vẫn cảm thấy tò mò, một ông già thần bí khó hiểu như vậy rất có thể đưa ra thứ đồ thần kỳ nào đó. Ông già trợn mắt, nhếch mép cười, muốn thưởng sao? Ừ, muốn, Chu Dương trả lời không chút do dự. Đùa sao, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nếu như có thưởng thì tại sao không cần chứ? Nhưng tôi không đưa đấy, ông già cười ha ha nói, nhưng đừng trách tôi không giữ chữ tín, thật ra cậu không tính là qua cửa này, là tôi buông tha cho cậu mới cho phép cậu rời khỏi đây, cho nên tôi không thưởng cho cậu cũng rất bình thường đúng không? Chu Dương không nói nên lời, đâu có bình thường đâu, ông già. Buông tha cậu. Rõ ràng là thù lao tôi kể tình hình của Hứa gia cho ông mà. Tôi trải qua sinh tử nhiều lần, cuối cùng ông không trao phần thưởng mà đuổi cổ tôi đi. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Chu Dương cũng hết cách, dù sao anh không thể giành giật với ông già ở đây. Chu Dương lắc đầu, định rời đi, sau này nếu thực lực bản thân mạnh hơn, anh sẽ quay lại gặp ông già cũng chưa muộn. Nhưng anh vừa xoay người, ông già liền bảo anh dừng lại. Thật ra đưa đồ cho cậu cũng được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, ông già khẽ cười. Điều kiện, Chu Dương hỏi. Anh không hiểu, ông già đã bất khả chiến bại, còn ra điều kiện gì với mình? Ừ, đúng, điều kiện, cũng coi như là thỉnh cầu của tôi với cậu. Nếu có cơ hội thì tha cho người của Hứa ra một con đường sống, ông ta nói rất thành thật. Quả nhiên, ông già này vẫn còn day dứt với Hứa ra. Theo phán đoán từ câu chuyện mà Chu Dương kể cho ông ta, Hứa gia đã chui vào ngõ cụt, sẽ cách ngày diệt vong không xa nữa. Huống hồ, bọn họ còn đắc tội với Chu Dương, sau khi Chu Dương rời khỏi đây, hoàn toàn có thể tiêu diệt Hứa gia. Cho nên, ban đầu ông già không thưởng cho Chu Dương. Đừng nói khen thưởng cho Chu Dương, đứng chê y góc độ của ông ta thì nên giết Chu Dương, để trừ mối hậu họa cho Hứa gia sau này mới đúng. Nhưng ông ta không làm như vậy. Vì ông ta biết chính xác vấn đề của Hứa gia nằm ở đâu. Mối đe dọa cơ bản của Hứa gia không đến từ mối đe dọa của Chu Dương, mà từ sự biến chất của Hứa gia. Cho nên ông ta biết, giết Chu Dương cũng vô dụng. Con cháu tự có phúc của con cháu, nếu bản thân miễn cưỡng nhúng tay vào giết chết Chu Dương, sau này cũng sẽ có người khác tiêu diệt Hứa gia, cục diện của Hứa gia bây giờ đã không giữ được danh tiếng này nữa. Cho dù nghĩ như vậy, ông ta có thể giữ lại mạng sống của Chu Dương, nhưng không thể bỏ qua hoàn toàn, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Cậu có thể tiêu diệt toàn bộ Hứa gia, cướp đoạt mọi tài nguyên của Hứa gia, những điều này không vấn đề gì, đây là thù lao người chiến thắng như cậu nên có. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể giữ lại ngọn lửa của Hứa gia, cậu phải hứa với tôi nếu sau này cậu tiêu diệt Hứa gia, nhất định phải giữ lại một người đàn ông. Hơn nữa cậu phải đảm bảo người đàn ông đó có thể trưởng thành. Như vậy thì tôi sẽ thưởng cho cậu. Chương 1008, xuống núi. Ông già không còn bộ dạng xấu xa như trước đây, ngược lại chê y gương mặt đã lộ ra một biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Ông ta nói với Chu Dương rất thành khẩn, tiểu bối, chuyện này coi như tôi cầu xin cậu đi. Không phải tôi thật sự muốn lấy phần thưởng này để uy hát yêu ta cậu, cho dù cậu có đồng ý với tôi hay không, thật ra phần thưởng đều sẽ đưa cho cậu. Lời nói vừa nãy chẳng qua chỉ là đùa với cậu mà thôi.
Cầu xin cậu, để lại cho Hứa gia của tôi một chút hương hỏa. Chu Dương im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Anh có thể hiểu cho tâm tư của ông già này. Mặc dù ông ta đã chết hơn nghìn năm rồi, trên y lý thuyết mà nói thì không nên nhúng tay vào chuyện của thế tục bây giờ. Nhưng dẫu sao ông ta cũng là tổ tiên của Hứa gia. Không có bất kỳ một người nào khi nghe được gia tộc của mình phải diệt vong mà còn có thể thờ ơ. Thật ra ông già này đã làm rất tốt rồi, ông không can thiệp vào sự phát triển của thế tục bây giờ, ông cũng đồng ý Chu Dương ra tay hủy diệt Hứa gia, ông ta chỉ cầu xin Chu Dương để lại cho Hứa gia của họ một chút hương hỏa mà thôi. Yêu cầu này không phải là quá đáng, Chu Dương liền gật đầu đồng ý. Bất luận quan hệ của cậu và Hứa gia sẽ trở nên thế nào, tương lai Hứa gia sẽ gặp phải phiền phức gì, hứa với tôi ít nhất bảo đảm Hứa gia có một người con trai có thể lớn lên thành người. Nét mặt ông già đầy nghiêm túc nhìn Chu Dương chằm chằm. Tôi bảo đảm với ông, nếu Hứa gia thật sự bị hủy diệt, tôi sẽ nhận một đứa trẻ, nuôi nấng nó thành người. Chu Dương cũng trả lời rất nghiêm túc. Sau khi nghe lời đảm bảo của Chu Dương, ông già cuối cùng cũng mỉm cười. Ông ta lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn ném cho Chu Dương, chàng trai, tôi tin tưởng con người cậu, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi yên tâm rồi. Đây là phần thưởng của cậu, hãy cầm lấy phần thưởng này rồi rời khỏi đây đi. Sau khi ông già nói xong, bàn tay to vùng lên, cửa đá lại lần nữa được mở ra, hiện rõ con đường trước đó Chu Dương từng đi qua. Chu Dương cũng không vội rời đi, mà cầm chiếc nhẫn trên y tay nghiên cứu một hồi. Anh hơi thất vọng, cái gì chứ? Đây chính là phần thưởng mà ông nói à, một chiếc nhẫn rất bình thường, ngay cả kim cương cũng không có, ông già có phải ông lừa tôi không? Đây chắc là một chiếc nhẫn vàng nguyên chất, rất dẻo dai, nhưng dù là vậy, một chiếc nhẫn nhỏ như thế căn bản cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bản thân sống dở chết dở liều mạng cả buổi tối, kết quả phần thưởng là một chiếc nhẫn vàng như này ư. Ha ha, chàng trai trẻ, cậu như vậy là không đúng rồi. Kiến thức cậu nông cạn. Không thể trách đồ của tôi không tốt, ông già mỉm cười đắc ý, hãy thử đưa thần thức của cậu vào chiếc nhẫn đi. Thần thức, Chu Dương hơi sửng sốt. Đó là thứ gì? Thoáng chốc anh đã hiểu ra, khi một người tu hành bước vào cảnh giới hoàng đế võ giả thì sẽ mở ra thần thức. Điểm này bản thân Chu Dương có thể chưa nhận ra được, nhưng trên thực tế, trước đây khi anh sử dụng chiêu thức lãnh vực của hoàng đế, thì đã vận dụng thần thức rồi. Lãnh vực hoàng đế tản chân khí trong cơ thể mình ra, bao trùm một khu vực. Trong khu vực này, chân khí mà trong cơ thể có được đều nghe theo điều khiển của Chu Dương. Chu Dương chỉ cần đứng yên không cử động, chỉ cần trong lòng hướng đến một khối đá muốn nhấc nó lên, chân khí bao phủ ở đây sẽ nhấc khối đá đó lên. Nói thẳng ra, hành động này chính là thần thức điều khiển chân khí. Nhưng vì thần thức của anh không mạnh, vì thế phạm vi điều khiển không lớn. Mới dẫn đến lãnh vực hoàng đế của anh cũng không được xem là lớn mạnh. Nghe nói tu sĩ siêu cấp thời xa xưa có thể lợi dụng thần thức để lấy đầu của kẻ địch cách xa ngoài nghìn dặm. Còn có chuyện này sao, Chu Dương hơi tò mò, ngay sau đó anh điều khiển thần thức của mình, tiếp cận chiếc nhẫn trên y tay. Bên trong chiếc nhẫn này không ngờ còn có một không gian. Không gian tuy không lớn, trông có vẻ cũng 2-3 mét vuông, nhưng không gian đó lại hoàn toàn ngăn cách với không gian tồn tại hiện thực trước mắt. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong không gian 2-3 mét vuông này, được đặt rất nhiều thứ, Chu Dương đánh giá qua loa một chút, những thứ này ít nhất cũng nặng mấy trăm kg. Nhưng chiếc nhẫn ở trên y tay, chỉ có trọng lượng của một chiếc nhẫn bình thường. Anh thử lấy một cuốn sách từ bên trong chiếc nhẫn ra, kết quả cuốn sách đó thật sự đã xuất hiện trên y tay anh. Chết tiệt, tuyệt thật. Nhẫn không gian. Chu Dương nhanh chóng hiểu ra đây rốt cuộc là một chiếc nhẫn như thế nào, bên trong tồn tại đơn độc một không gian. Có thể lợi dụng thần thức, đặt những thứ tồn tại trong hiện thực vào bên trong nhẫn, đồng thời anh cũng có thể lợi dụng thần thức để lấy thứ từ trong nhẫn ra. Thế nào, hậu bối, bây giờ còn thấy tôi keo kiệt nữa không, ông già hỏi. Không keo kiệt, không keo kiệt, tiền bối ông quả thật là quá hào phóng rồi, Chu Dương ca yêu ta siết động nói. Đùa gì chứ? Nhẫn không gian đấy. Món đồ này đúng là mới nghe lần đầu. Với kiến thức hiện giờ của Chu Dương cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói đến thứ này, đây căn bản không phải thứ kỹ thuật khoa học có thể tạo ra. Chỉ bằng chiếc nhẫn này Chu Dương tin rằng, nếu cầm đi đấu giá trên sàn đấu giá quốc tế, ít nhất có thể bán ra với giá hàng trăm tỷ. Tương đương với quy mô mười mấy công ty danh dương.
Hơn nữa bên trong chiếc nhẫn này còn có rất nhiều thứ quý hiếm, cho dù Chu Dương chưa nhận biết rõ, nhưng cũng biết những thứ này tuyệt đối là có giá trị xa xỉ. Ông già này sao có thể keo kiệt được chứ? Ông ấy quá hào phóng rồi, đúng không? Chu Dương bắt đầu phấn khích, cảm ơn lão tiền bối. Ha ha, cảm ơn thì không cần đâu, món đồ này vốn dĩ nên là phần thưởng thông qua thử thách của cậu. Ông già cười nhạt, đáy mắt lại lóe lên sự hiu quạnh. Tuy cậu không phải con cháu của Hứa gia khiến tôi hơi lấy làm tiếc, nhưng nếu cậu đã thông qua thử thách, món đồ này vốn dĩ nên thuộc về cậu. Chỉ cần sau khi cậu ra ngoài, có thể thực hiện tốt lời hứa của cậu thì không cần phải nói những lời như cảm ơn, ngược lại thì tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Ông già nói rất nghiêm túc. Nhẫn không gian tất nhiên rất quý giá, nhưng món đồ này với một người đã chết hơn nghìn năm như ông ta mà nói cũng không có giá trị gì. Huống hồ món đồ này chỉ quý giá với người có cảnh giới tiên sư trở xuống mà thôi, đối với tiên sư mà nói món đồ này có thể tự mình luyện ra được. Cũng giống như ngọn núi Thánh Sơn trước đây Chu Dương từng đi qua, đã có người sử dụng thủ thuật không gian như vậy để che giấu. Đạt đến cảnh giới tiên sư, bản thân có thể điều khiển không gian ở một mức độ nhất định. Nhưng Chu Dương không hề biết, cho dù đã biết anh cũng sẽ mang lòng cảm kích Iota CS ông già tiền bối, xin từ biệt. Chuyện hứa với ông, tôi nhất định sẽ làm, nếu ông có thể mãi tồn tại ở đây, tương lai tôi sẽ báo tình hình của Hứa gia cho ông. Chương 1009, phản ứng của Hứa gia. Sau khi nói chuyện xong với ông già, Chu Dương liền đi theo lối trở về để quay lại. Lúc này Hứa gia vẫn đang mở tiệc. Họ đã mở tiệc cả một đêm, đến bây giờ trời đã hửng sáng, thì bọn họ mới bắt đầu rời đi. Ha ha, hôm nay chơi thật vui vẻ, một đệ tử của Hứa gia phấn khích nói. Đúng vậy, đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy, cũng chính là tại cái tên tai họa Chu Dương kia. Trước đây bởi vì cái tên tai họa Chu Dương đó, cho nên Hứa gia của chúng ta vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng đến tột cùng, hoàn toàn không thể có cảm giác thoải mái thật sự. Còn bây giờ thì tốt rồi, Chu Dương đó chết, sau này chúng ta có thể vui vẻ mỗi ngày. Toàn bộ Hứa gia từ Chê Y xuống dưới, đều chìm đắm trong bầu không khí vui chơi hết mình, bao gồm cả Hứa Thánh Linh. Với tư cách là một gia chủ, ông ta vô cùng thích thú khi nhìn cảnh vui mừng náo nhiệt. Điều này khiến ông ta cảm nhận được toàn bộ Hứa gia đều đang rất thịnh vượng và ổn định. Cứ vui chơi cho thỏa thích. Trước đó, vì sự xuất hiện của Chu Dương, mà Hứa gia hoàn toàn không có được trạng thái như lúc này. Cho dù ông ta là gia chủ, cho phép người bên dưới tổ chức tiệc tùng, thì những đệ tử này cũng không thể thật sự vui vẻ hưởng thụ được. Bọn họ luôn cảm thấy lúc nào Chu Dương cũng như một ngọn núi đè ép chê y đầu bọn họ, khiến bọn họ không thể thực sự vui vẻ. Bây giờ, Chu Dương chết rồi, Hứa gia của bọn họ lại lần nữa trở về thời kỳ đỉnh cao. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành. Hứa Thánh Linh nghĩ vậy. Từ chi tiết này thì có thể nhìn ra, tại sao phạm vi nhận thức của Hứa gia lại nhỏ hẹp đến như vậy. Bởi vì đóng cửa không ra xã hội quá lâu, tầm nhìn của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy những thứ xuất hiện trong khu nhà Hứa gia, còn lại toàn bộ đều đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Mọi người hãy nghe tôi nói, những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vừa mới bắt đầu, cho nên mọi người không cần quá Iota CS động, bữa tiệc hôm nay kết thúc tại đây, mọi người đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta tiếp tục làm công việc mà mọi người nên làm. Hứa Thánh Linh đứng giữa phòng khách và nói với mọi người. Chúng tôi hiểu thưa gia chủ, các đệ tử hưng phấn đáp. Sau này mỗi ngày chúng ta đều tổ chức những bữa tiệc như thế này, uống rượu ngon và thức ăn ngon sao? Liệu tài chính của gia tộc chúng ta có thể duy trì được không? Một đệ tử lên tiếng hỏi. Hứa Thánh Linh vẫn chưa lên tiếng, thì có một đệ tử khác đã nói, vậy là chắc chắn rồi, có phải anh là tên ngốc không đấy? Địa vị của Hứa gia chúng ta thế nào chứ? Là bá chủ của thành phố Đông Hải, bây giờ chúng ta đã chính thức xuất đầu lộ diện, cả thành phố Đông Hải này có bao nhiêu tài sản đều bị chúng ta khống chế. Hứa gia của chúng ta không bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Hứa Thánh Linh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, phương thức hoạt động của Hứa gia chúng ta chính là như vậy. Là một đệ tử của Hứa gia, các người hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng có một điều rất quan trọng, các người phải tu luyện thật tốt, để nhanh chóng trở thành tông sư võ giả. Chỉ cần Hứa gia của chúng ta có một lượng tông sư võ giả đông đúc, thì tiền của thành phố Đông Hải này sẽ liên tục đổ vào Hứa gia như nước chảy, tiền của chúng ta sẽ không tiêu hết.
Hứa Thánh Linh cảm thấy điều này đang thúc đẩy các đệ tử của mình. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, nếu một người đã quen với ăn chơi rượu chè be bét thì sẽ rất khó để tập trung vào tu luyện. Cũng giống như bây giờ, sau khi nghe những lời của Hứa Thánh Linh, toàn bộ đệ tử của Hứa gia lập tức hoan hô vui mừng. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện làm như thế nào để có thể tu luyện thật tốt, chỉ nghe Hứa Thánh Linh nói rằng, tiền của thành phố Đông Hải sẽ tiếp tục chảy vào túi Hứa gia của bọn họ sẽ không thiếu tiền tiêu. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, một bóng người không mấy bắt mắt đột nhiên xuất hiện ở lối vào phòng khách. Chu Dương mỉm cười nhìn đám người trước mắt, sau đó chậm rãi nói, không phải chứ, tôi vừa mới đến, mọi người đã muốn kết thúc rồi sao? Chơi kiểu gì vậy chứ, người anh em, bây giờ anh mới đến có phải là hơi quá đáng rồi không? Đúng vậy, muộn như vậy rồi anh còn đến chơi gì nữa, tự anh chơi một mình đi, chúng tôi phải trở về nghỉ ngơi rồi, mọi người lần lượt nói, không thèm để ý người đứng ở cửa là ai. Cũng không thể trách bọn họ được, giọng của Chu Dương rất bình thản, cả cơ thể đều ở tư thế rất bình thường, lười biếng dựa vào cửa, mọi người hoàn toàn không chú ý tới anh, đương nhiên bọn họ cũng không để ý người này là Chu Dương. Chu Dương lại nói, như vậy không hay lắm, dù sao tôi cũng là khách. Tôi nói này, Hứa gia của các người thật sự không tốt nhỉ, rõ ràng là mời tôi đến đây làm khách, nhưng các người lại mở tiệc khi tôi vắng mặt, có phải các người xấu tính lắm đúng không? Giọng nói của Chu Dương vẫn bình thản như cũ. Lần này, mọi người nghe thấy lời này có điều gì đó không đúng lắm. Người anh em, có phải anh còn ngái ngủ hay không? Nói cái gì mà Hứa gia của các người, lẽ nào anh không phải người của Hứa gia sao? Thật buồn cười, không phải người của Hứa gia sao anh có thể xuất hiện ở đây được? Đúng là buồn cười chết tôi rồi, lại còn nói mình là khách nữa chứ, mọi người đều cười ầm lên. Chỉ có một số thành viên cốt cán của Hứa gia do Hứa Thánh Linh dẫn đầu là nhận ra Chu Dương, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng. Chu Dương, tại sao lại xuất hiện rồi? Hứa gia chủ, một tối không gặp, nhìn sắc mặt của ông xem ra không tệ, Chu Dương thản nhiên nói. Chu Dương, Hứa Thánh Linh nghiến răng đáp lại. Toàn bộ phòng khách của Hứa gia bỗng im lặng lạ thường. Đám đệ tử vừa nãy đang giễu cợt Chu Dương, bây giờ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nhìn vào ánh mắt nghiêm trọng của Hứa Thánh Linh và vài thành viên chủ chốt, trong lòng lại trở nên thấp thỏm lo lắng đến cùng cực. Đồng thời, bọn họ cũng đang tự hỏi, tại sao Chu Dương lại xuất hiện, tên nhóc đó không phải đã chết rồi sao? Lúc đó rất nhiều người đều tận mắt nhìn anh nhảy vào căn phòng bí mật, chắc chắn là tiến vào thử thách hoàng đế rồi, làm sao có thể sống trở lại được? Chẳng lẽ những người tiến vào thử thách hoàng đế có thể sống sót trở về hay sao? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu bọn họ. Câu trả lời là có thể, vì Chu Dương còn sống đứng trước mặt họ. Anh chưa chết cũng không hề bị thương chút nào, thậm chí thần sắc của anh còn rất tốt, như thể anh vừa trở về từ một chuyến nghỉ dưỡng. Số mệnh của cậu đúng là quá lớn, Hứa Thánh Linh tức giận nhìn Chu Dương chằm chằm. Dù có chết ông ta cũng không thể ngờ, Chu Dương lại có thể sống sót trở về. Không liên quan gì đến số mệnh. Loại thử thách còn con này của các người hoàn toàn không thể lấy được mạng của tôi. Chu Dương đi vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế, sau đó cầm lên một ly rượu vang, nhìn chằm chằm vào chất lỏng đỏ tươi trong ly rồi nói, Hứa gia chủ, bây giờ các người dự định muốn làm gì? Tôi đã sống sót trở về, Hứa gia của các người còn có cách nào khác để có thể đối phó lại tôi không? Chương 1010, đi đến cuộc giao lưu. Kiêu ngạo, độc đoán. Đây là hình ảnh lúc này của Chu Dương trong lòng đám người Hứa gia. Trong phòng khách này tụ tập gần hết tất cả mọi người của Hứa gia, từ những nhân vật cao cấp như Hứa gia chủ, cho tới tất cả đệ tử bình thường. Nhưng cũng ở trước mặt tất cả những người này, Chu Dương lại bày ra bộ dạng không coi ai ra gì, thoải mái ăn và uống rượu vang, nhân tiện còn hỏi Hứa Thánh Linh muốn lấy gì để đối phó anh. Tôi đều đã vượt qua được con át chủ bài cuối cùng của Hứa gia các người rồi. Bây giờ, các người còn muốn lấy gì để đối đầu lại tôi? Sắc mặt của Hứa Thánh Linh đông cứng lại, bây giờ ông ta mới nhận ra Chu Dương đã là người không ai có thể đánh bại. Lúc đầu vừa nhìn thấy Chu Dương, ông ta chỉ nghiến răng nghiến lợi vì quá ghét Chu Dương. Nhưng bây giờ bị Chu Dương nhắc nhở, ông ta đột nhiên phát hiện Chu Dương đã vượt qua cuộc thử thách cuối cùng của Hứa gia. Thử thách hoàng đế là con át chủ bài của bọn họ, cũng là cách duy nhất có thể đánh bại được hoàng đế võ giả. Nhưng bây giờ, Chu Dương đã dễ dàng vượt qua và đi ra ngoài.
Điều này đồng nghĩa với việc Hứa Gia đã hoàn toàn bị Chu Dương đánh bại, từ đó sẽ không còn một chút cơ hội trở mình được nữa. Cậu muốn gì? Hứa Thánh Linh khẽ rùng mình, sau đó hỏi. Tôi muốn gì ư? Chu Dương nhìn chằm chằm ly rượu trong tay một hồi, sau đó đặt ly rượu trên y bàn và nói, tôi không biết, vẫn chưa nghĩa ra. Nhưng mà, tôi nhớ là còn có một vị trưởng lão của Hứa Gia các người đang nằm trong tay tôi, chính là vị trưởng lão đã từng cố gắng bắt cóc mẹ tôi. Chuyện thương lượng chúng ta bàn sau, bây giờ nếu rảnh thì các người nên sai người đi đón cái vị trưởng lão kia của các người trở về đi. Chu Dương đứng bật dậy, liếc mắt nhìn đám người Hứa Gia, sau đó anh nở một nụ cười chế giễu, thưởng thức vui vẻ nhé, bữa tiệc không thể dừng được. Tạm biệt, nhớ rằng khi nào rảnh thì hãy đến chuộc trưởng lão của các người. Chu Dương quay lưng về phía bọn họ, xua tay nói. Chu Dương đã rời đi khá lâu, nhưng toàn bộ phòng khách của Hứa Gia vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Một lúc sau, mới có người dè dặt nhỏ giọng nói, rốt cuộc anh ta có ý gì? Cái gì mà kêu chúng ta thưởng thức vui vẻ đi, buổi tiệc không được dừng. Chẳng lẽ ý anh ta là số phận của Hứa Gia chúng ta sắp đến lúc kết thúc, hãy nắm lấy cơ hội này mà hưởng thụ nốt phần đời cuối cùng, có người đoán. Ngay khi người đó vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách của Hứa Gia lập tức như muốn nổ tung. Câu này nói quá đúng rồi phải không? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy ý của Chu Dương chính là như vậy. Mọi người nhìn về phía Hứa Thánh Linh, hy vọng lúc này gia chủ của bọn họ có thể đứng ra giải thích gì đó. Nhưng sắc mặt của Hứa Thánh Linh vẫn u ám như cũ, ông ta cũng không biết nên giải thích những chuyện đang diễn ra trước mặt như thế nào. Chu Dương thật sự muốn tiêu diệt Hứa Gia ư? Ông ta không biết, ông ta chỉ biết rằng, nếu Chu Dương thực sự có suy nghĩ này thì Hứa Gia bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được. Gia chủ, vừa rồi anh ta nhắc đến vị trưởng lão kia, là có ý gì? Lúc này, một vị phu nhân mặc sườn xám trong đám đông bước ra hỏi. Người phu nhân mặc sườn xám cũng là thành viên cấp cao cốt cán của Hứa Gia, là một trong những người đi theo Hứa Thánh Linh ra cửa để đón Chu Dương. Lúc này bà ta mới hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trưởng lão nào từng bắt cóc mẹ của Chu Dương, vậy mà lại để anh ta bắt giữ? Hứa Thánh Linh liếc nhìn bà ta một cái, và nói, là chồng của bà Hứa Linh Thạch, tôi đã từng sai tên ăn hại đó đi bắt cóc mẹ của Chu Dương, ai mà biết được tên ăn hại đó lại bị Chu Dương tóm được. Hứa Thánh Linh không kiên nhẫn nói. Lúc đầu sai người đi bắt mẹ của Chu Dương chính là hai tông sư võ giả của Hứa Gia. Một người là Hứa Linh Ngọc và một người là Hứa Linh Thạch. Hai người này là anh em, trước khi Chu Dương trở về bọn họ đã tìm đến biệt thự của Thẩm Bích Quân, định vào bắt cóc mẹ của Chu Dương, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân ngăn cản. Sau đó, bọn họ đã đánh Thẩm Bích Quân bị thương nặng, may mắn là vào lúc quan trọng thì Chu Dương lao đến, đầu tiên tức giận giết chết Hứa Linh Ngọc, cuối cùng đánh bại tên ăn hại kia rồi giao cho Ngưu Xuyên. Thực ra chuyện này mọi người của Hứa Gia đều không ai biết. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ rằng Chu Dương có thể là đối thủ của hai tông sư võ giả. Sau đó, bọn họ tìm được xác của Hứa Linh Ngọc, lúc này mới nhận ra rằng có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ chỉ biết Hứa Linh Ngọc đã chết, nhưng bọn họ không hề biết Hứa Linh Thạch đang ở nơi nào. Bây giờ, bọn họ mới biết, hóa ra Hứa Linh Thạch đang nằm trong tay của Chu Dương, hơn nữa, Hứa Linh Ngọc cũng là do Chu Dương giết chết. Tin tức này khiến Hứa Thánh Linh vốn đang không vui lại càng thêm cáu kỉnh. Ông ta cáu kỉnh, tâm trạng của người phu nhân này cũng không tốt chút nào. Phải biết rằng, người bị Chu Dương bắt là chồng của bà ta. Gia chủ, tôi nghĩ ông nên cho tôi một lời giải thích, sắc mặt của vị phu nhân u ám nói, tại sao tôi lại chưa từng nghe nhắc đến chuyện chồng của tôi đi bắt mẹ của Chu Dương? Tại sao ông lại để chồng tôi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Vị phu nhân đó lạnh lùng hỏi. Ý của bà là gì? Là người của Hứa Gia, đi giải quyết một vài việc cho Hứa Gia thì có gì là không hợp lý? Hứa Thánh Linh trừng mắt nhìn bà ta, không hề tỏ ra yếu thế, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, để Hứa Linh Thạch đi bắt cóc mẹ của Chu Dương cũng là kế hoạch chiến đấu của chúng ta mà thôi, bà có ý kiến gì? Nếu có ý kiến thì bà tự đi cứu Hứa Linh Thạch trở về đi. Ông vô liêm sỉ, vị phu nhân kia hét lên một tiếng. Xông lên như muốn xé nát Hứa Thánh Linh, ông mau trả lại người đàn ông của tôi mau. Có thể nhận ra rằng vị phu nhân kia đang rất khó chịu, dù sao thì người bị Chu Dương bắt cũng chính là chồng của bà ta. Mà cảm xúc của Hứa Thánh Linh lúc này cũng không tốt hơn bà ta là bao.
toàn bộ Hứa gia sắp không chống đỡ được nữa rồi. Mà con mụ đàn bà đanh đá này lại dám ra tay với ông ta. Hứa Thánh Linh cũng tức giận, trả lại người đàn ông của bà. Được thôi, tôi cũng là một người đàn ông, tôi đây tự lấy mình đền cho bà được chưa? Người đâu, đưa bà ta vào phòng của tôi. Giải tán, Hứa Thánh Linh lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, toàn bộ Hứa gia đều bùng nổ. Vị phu nhân đó là vợ của một trưởng lão cốt cán của Hứa gia. Hứa Thánh Linh lại muốn đưa bà ta vào phòng của mình. Hơn nữa còn ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Loạn, loạn quá rồi. Một thanh niên đứng dậy, đau đớn gào lên, mẹ. Không được, không ai được phép làm hại mẹ tôi. Hứa Thánh Linh, ông là một tên cầm thú. Mau thả mẹ tôi ra. Đánh cậu ta cho tôi, Hứa Thánh Linh ra lệnh. Bản thân ông ta cũng đang chê y đà suy sụp, cũng không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa. Gia chủ không thể làm như vậy được. Xin gia chủ hãy suy nghĩ kỹ lại, bọn họ dù sao cũng là vợ và con trai của trưởng lão Hứa Linh Thạch, gia chủ nhất định phải giữ lại một mạng này của bọn họ. Mọi người khuyên nhủ, Hứa Linh Thạch là một người có địa vị cao trong Hứa gia. Chương 1011, tôi cũng là quý bà giàu có. Nếu muốn tiêu diệt ai, phải khiến người đó phát điên lên. Hứa gia bây giờ đang để lộ ra dấu hiệu này. Sau khi lừa Chu Dương, đầu tiên bọn họ dùng một vài thủ đoạn tồi tệ để sỉ nhục anh, lúc bị Chu Dương phản kháng lại thì lại thẹn quá hóa giận. Hoàn toàn không kiềm chế nổi, còn nói thẳng ra con át chủ bài của mình. Sau đó bị Chu Dương lấy đi 2 tỷ tệ, chỉ khi Chu Dương chủ động mới chịu bắt anh vào cuộc thử thách. Thế rồi, đám người ngu ngốc này không đợi Chu Dương thử thách xong, mà đã vui vẻ tổ chức bữa tiệc. Lúc Chu Dương thử thách thành công, toàn bộ Hứa gia đều đã hỗn loạn hết cả. Dù nhìn từ góc độ nào, Hứa gia cũng để lộ ra hơi thở thối rữa của sự tận diệt. Sự thác loạn và sự giận dữ của bọn họ, thật ra đều giống biểu hiện của việc phát điên. Trong mắt gia tộc hạng nhất hay quyền lực hàng đầu ở thành phố Đông Hải, sự hiện diện của thứ khổng lồ này giống như một vị thần. Một gia tộc ẩn dật không bị gò bó, song thực chất đã sớm mất đi thần thái trước đây. Dĩ nhiên Chu Dương không biết những chuyện này, anh từ sớm đã quay về Đông Hải. Bây giờ là 6 giờ sáng, không còn kịp để ngủ. Dù sao với một hoàng đế võ giả như anh, mấy việc như tắm rửa không quá quan trọng. Anh về nhà tắm qua loa, sau đó ăn thêm một chút, rồi mở điện thoại đọc tin tức, chờ cuộc gọi từ Thẩm Bích Quân. Khoảng 8 giờ hơn, Thẩm Bích Quân gọi tới. Bảo rằng hôm nay có hội nghị giao lưu ngành nghề mỹ phẩm, 9 giờ sẽ bắt đầu. Chưa quyết định rõ thời gian kéo dài bao lâu, có khả năng sẽ dài 2, 3 ngày. Vì nó có tầm quan trọng lớn, liên quan đến việc phân chia thị trường của ngành mỹ phẩm tại thành phố Đông Hải. Nói trắng ra thì trong hội nghị phát sinh những tình huống đặc biệt gì, dẫn đến tranh chấp lợi ích như nào, cũng có thể khiến nhiều ông chủ phá sản ngay. Đương nhiên, phá sản xảy đến với ông chủ của những công ty bé không đủ thực lực, còn công ty hàng đầu như Danh Dương sẽ không gặp phải vấn đề đó. Chu Dương, anh đang ở đâu, tôi lái xe tới đón anh, giọng Thẩm Bích Quân vang lên từ điện thoại. Được, tôi đang ở nhà, Chu Dương nghĩ ngợi một chút, đồng ý để cô ấy tới đón mình. Dù sao anh cũng không có xe, nên anh dẫu có chạy nhanh tới đâu, thì việc chạy qua chạy lại trong thành phố cũng sẽ dễ dàng bị đưa lên tin tức. Chu Dương đặt cho mẹ một món đồ, quả thật anh chàng giao đồ rất nhanh, Thẩm Bích Quân chưa đến mà anh ta đã đến rồi. Chu Dương cầm món đồ chê y tay, lên tầng tặng cho mẹ. Lúc này bà Chu vừa rửa mặt xong. Hôm nay con lại bận đi đâu à, nhìn thấy món đồ trong tay Chu Dương, bà Chu hỏi một câu đầy ẩn ý. Chu Dương gật đầu, vâng, công ty có chút việc. Không cần giải thích, mẹ tin con. Bà Chu ngẩng đầu nhìn Chu Dương. Sau đó mở túi bọc ra, con trưởng thành rồi, tự có chỗ đứng rồi, không cần báo cáo với mẹ mọi chuyện. Nhưng nhất định phải nhớ, nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được, hoặc gặp nguy hiểm gì, thì phải nói lại cho mẹ, không thể để mẹ không rõ lúc nào, làm sao con trai mẹ biến mất được. Chu Dương im lặng. Không biết từ lúc nào, bà Chu đã mơ hồ nhận ra hiện tại anh đang làm gì. Ngày nào cũng tham gia các cuộc tranh đấu của những gia tộc lớn mạnh là vô cùng nguy hiểm. Dù Chu Dương trước giờ chưa từng nhắc tới, nhưng bà Chu có vẻ đã ý thức được điều này, nên mấy ngày này lúc nào cũng nhắc anh chú ý cẩn thận. Để mẹ yên tâm, Chu Dương chỉ có thể nói, mẹ, không có chuyện gì đâu, chỉ là công ty cử con đi họp,
lát nữa Thẩm Bích Quân tới đón con. Nghe đến đây bà Chu mới yên lòng. Là một người mẹ, bà luôn hy vọng tương lai của con trai mình tương sáng, nhưng đồng thời, lo lắng cũng là việc không tránh khỏi. Lúc nghe thấy Chu Dương bảo đúng là đi xử lý chuyện công ty, bà mới vui vẻ lại. Thẩm Bích Quân nhanh chóng tới nơi, chào hỏi bà Chu xong, Chu Dương và cô ngồi lên chiếc Maserati. Maserati vừa chạy không xa, khuôn mặt Thẩm Bích Quân lộ ra vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Chu Dương. Thẩm Tổng, không sao đâu, cô muốn hỏi gì thì hỏi, sao phải thần thần quỷ quỷ như vậy, Chu Dương cười gượng. Thẩm Bích Quân không do dự nữa, cô tấp xe vào lề đường, sau khi định thần lại câu hỏi thì lên tiếng, Chu Dương, tối hôm qua anh làm gì? Hả, tối qua, Chu Dương hơi sững sờ. Tối hôm qua đúng là rất ca yêu ta si ết động, suốt một đêm anh ở trong căn phòng bí mật trải qua cuộc thử thách của Hứa gia, thậm chí còn phải trải qua mấy lần sinh tử. Nhưng sao Thẩm Bích Quân biết? Chu Dương hơi hoài nghi. Không làm gì, ở nhà ngủ, Chu Dương nói dối. Ở nhà ngủ, mặt anh dày như vậy sao? Ở nhà ngủ mà cũng bắt người khác lái trực thăng đến đón anh à, Thẩm Bích Quân mỉa mai. Lần này Chu Dương mới rõ, chuyện là tối qua Hứa gia phái trực thăng đến đón anh đi, chắc chuyện bị lộ đến tai Thẩm Bích Quân. Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tò mò không biết bây giờ Chu Dương đang tiếp xúc với ai. Giờ tan tầm mà vẫn có người đưa trực thăng tới đón, có phải quá khoa trương không? Ha ha, có một quý bà giàu có vừa mắt tôi, nên tối qua đưa tôi đến nhà bà ta. Dù biết Chu Dương đang nói đùa, nhưng trong lòng Thẩm Bích Quân không thoải mái. Dùng trực thăng mà gọi là quý bà giàu có, tôi cũng mua được trực thăng, chỉ là không muốn mua thôi. Anh không có tiền đồ gì cả, người khác lái trực thăng đến là anh đi theo ngay, vậy nếu không tôi cũng mua ngay một cái trực thăng. Thẩm Bích Quân không nói hết câu, vì cô nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Chu Dương cười khẩy, làm gì, cô mua trực thăng làm gì thế? Để đón tôi à, hay cô lại đang ghen hả? Hừ, đồ không biết xấu hổ. Sắc mặt Thẩm Bích Quân đỏ ửng, ngang ngạnh phản bác, ai thèm ghen, bà đây là thấy thương thay cho em gái Tạ Linh Ngọc thôi. Không ngờ anh là đồ tồi như vậy. Sao tôi lại là đồ tồi, Chu Dương nói không nên lời. Hai người họ đấu võ mồm một hồi, xe đã nhanh chóng đến trước cửa khách sạn Huy Hoàng. Lần này hội nghị giao lưu ngành nghề mỹ phẩm toàn Đông Hải được tổ chức ở khách sạn Huy Hoàng. Dù sao quy mô hội nghị không nhỏ, nên địa điểm cũng phải rộng rãi một chút. Chương 1012, đàn em ngoan ngoãn. Ở Đông Hải, khách sạn Huy Hoàng cũng được xếp hạng là khách sạn đẳng cấp. Vì dẫu sao thế lực sau lưng Hổ gia toàn những kẻ mạnh đến kinh ngạc. Chủ nhân nhánh phụ Hứa gia, đàn em có tới 20 mấy tông sư võ giả. Riêng lực lượng này đã đủ để đánh bất kỳ thế lực mạnh nào ở Đông Hải. Những gia tộc hạng nhất kia, hoàn toàn không đáng bận tâm. Ở chỗ này, Chu Dương cũng được xem là người quen, nên cũng thoải mái hơn. Lúc đậu xe xong, anh đi qua trước mặt Thẩm Bích Quân hướng thẳng vào trong khách sạn. Dựa theo lời Thẩm Bích Quân miêu tả, lần này bọn họ bao trọn tầng 22 ở khách sạn Huy Hoàng. Kể cả với khách sạn, cũng hiếm khi nào đón một khách hàng lớn như vậy. Hai người họ đi tới cửa, lúc đang định bước vào thì bị bảo vệ chặn lại. Đứng lại, làm gì đấy, một người bảo vệ gay gắt nói. Chu Dương hơi sững sờ. Quả là đầu năm nên cái gì cũng thật mới lạ nhỉ, mình đến khách sạn Huy Hoàng mà còn bị ngăn lại ư. Hổ gia quản lý đàn em kiểu gì vậy? Chuyện lần trước còn chưa đủ phiền phức sao? Nhưng Chu Dương cũng nhanh chóng hiểu ra, hai người bảo vệ này có vẻ là hai gương mặt mới, nên không nhận ra anh. Không nhận ra thì thôi vậy, anh sẽ thẳng thắn giải thích ý định với họ. Chúng tôi tới đây tham gia hội nghị giao lưu ngành nghề mỹ phẩm tại Đông Hải, đã có hẹn trước ở khách sạn, ở tầng 22, Chu Dương nói. Hả, là khách tầng 22, đúng là tôi có nghe đến chuyện này, một người bảo vệ gật đầu. Đúng lúc Chu Dương đinh ninh không có chuyện gì nữa, thì người bảo vệ kia đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng hai người chứng minh mình là khách tại tầng 22 như nào. Chu Dương lại ngây người. Sao anh cảm giác? Hai người bảo vệ này đang nhắm vào anh chứ? Không phải, nếu anh không nhận ra tôi thì đó không phải lỗi của anh, nhưng anh nhắm vào tôi, thì đó là lỗi của anh rồi. Chu Dương bật cười trong tức giận, chứng minh, người anh em, khách sạn của các anh, từ lúc nào yêu cầu khách hàng chứng minh khi đi vào vậy?
Nếu các anh thật sự có quy định như vậy thì tôi không nói, nhưng khách sạn trước giờ không hề có quy định này. Nếu tôi không phải khách tầng 22, thì lúc lên đó tôi cũng sẽ bị đuổi xuống, cần gì đến việc thuyết phục các anh ở đây. Khách sạn Huy Hoàng dù là một khách sạn cao cấp, nhưng cũng giống như những khách sạn nhiều sao khác, ra vào không hề cần chứng minh. Ít nhất, ra vào đại sảnh ở tầng 1 không cần chứng minh. Nếu có cần, thì cả khách sạn lượng khách ra vào nhiều như vậy, ai cũng cần đứng chứng minh, thì lãng phí bao nhiêu thời gian. Thời gian Chu Dương và bảo vệ rằng co nhau ở cửa thì không ít khách đã ra vào, bảo vệ cũng không yêu cầu họ đưa ra gì chứng minh. Quan trọng là nếu Chu Dương ăn mặc lôi thôi thì đành chịu, bảo vệ chỗ này sống chết cũng chỉ là mấy đồ đều cáng dùng mắt đánh giá người khác. Nhưng hôm nay anh mặc Âu phục, đi giày da, bên cạnh là xe sang và người đẹp, bọn họ nhắm vào anh là có ý gì? Chu Dương không hiểu nổi, tại sao mình lại đắc tội với mấy người bảo vệ này? Nhưng đột nhiên người bảo vệ này ra vẻ thông thạo, cái gì mà nếu anh không phải khách tầng 22 thì sẽ bị đuổi xuống. Ai biết các người sau khi vào sẽ làm những gì, bảo vệ chúng tôi không phải cần đề phòng mọi chuyện phát sinh sao. Tôi nhìn thấy anh cũng không giống người tốt, nếu hôm nay không có gì chứng minh thì đừng hòng vào khách sạn. Người bảo vệ nói oang oang, khiến Chu Dương không biết nên làm gì. Anh nhìn Thẩm Bích Quân sau lưng mình, chuyện gì vậy? Chúng ta đến hội nghị giao lưu mà còn cần minh chứng sao? Sắc mặt Thẩm Bích Quân cũng mờ mịt, cô lắc đầu, không hề, chỉ là hội nghị giao lưu, toàn người quen cả, sao lại cần minh chứng chứ? Toàn bộ thành phố Đông Hải là vậy, nếu là cùng một ngành, chê y thực tế, tất cả mọi người đều biết nhau, cho nên không cần lo lắng những người không liên quan chen vào. Do đó, tất cả những người hôm nay lên tầng 22, không ai mang chứng minh gì cả. Nói cách khác, dù Chu Dương muốn chứng minh mình là khách tầng 22, anh cũng đành bó tay. Anh lấy gì chứng minh? Người tham gia hội nghị này đâu cần chứng minh thân phận. Chu Dương nhìn mấy người bảo vệ, thẳng thắn đề cập vào vấn đề, người anh em, nếu anh nói tôi cần chứng minh thân phận, vậy thì tôi phải đưa cái gì ra, thì anh mới thừa nhận tôi là khách tầng 22. Chu Dương nheo mắt hỏi, anh phát hiện người bảo vệ này chắc chắn đang nhắm vào anh. Sao lại nhắm vào anh? Chu Dương không biết, nhưng khẳng định là có mục đích. Muốn hỏi cho ra mục đích này không khó, chỉ cần xem thử đối phương muốn làm cái gì là được, đọc nhanh tại tamlins247.net. Quả nhiên, sau khi nghe Chu Dương hỏi ngược lại, trong mắt người bảo vệ kia thoáng sự mừng rỡ. Nhưng anh ta che giấu sự vui mừng đó, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đang suy nghĩ. Hừ, anh nói anh là khách tầng 22 đúng không, vậy thì trùng hợp. Trong số khách ở đó, tôi biết một người tên là Lý Tổng, vậy chắc anh cũng biết Lý Tổng nhỉ? Chỉ cần anh gọi được Lý Tổng đến, hoặc chứng minh anh quen Lý Tổng, tôi sẽ tin anh. Nghe xong, Chu Dương chỉ cười khẩy. Cuối cùng anh cũng biết ý định của người bảo vệ này. Nói thẳng ra thì, người bảo vệ này chỉ là quân cờ, còn người đứng sau là Lý Tổng gì đó. Tại sao Lý Tổng phải bảo bảo vệ giữ chân họ lại, vấn đề này không khó nghĩ. Những người tới tham gia hội nghị giao lưu đều có thân phận cao, nên chuyện ra vào một khách sạn như này là việc đơn giản. Nhưng nếu người đến mà không vào được thì sẽ thấy như nào? Rất mất mặt. Một ông chủ lớn như vậy, nhưng bị chặn lại ở cửa, không phải mất mặt thì là cái gì? Lý Tổng đó chắc hẳn là có ý định như vậy, muốn khiến Chu Dương và Thẩm Bích Quân không vào được cửa khách sạn Huy Hoàng. Muốn vào cửa, phải gọi điện cho Lý Tổng. Nếu vậy, sau khi hội nghị bắt đầu, Lý Tổng sẽ chiếm thế thượng phong. Còn trong mắt mọi người, Chu Dương và Thẩm Bích Quân chỉ là trò cười. Dẫn đến chuyện khi đàm phán, khí thế sẽ kém đi nhiều. Thì ra có ý định như vậy, trong lòng Chu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định, lần này anh nhất định sẽ khiến tên Lý Tổng đó không tài nào chịu đựng nổi. Chương 1013, ông lại là ai? Làm khó Chu Dương ở khách sạn Huy Hoàng ư? Đây chẳng phải là hành động lấy đá tự ném vào chân mình sao? Lúc Chu Dương đang định trêu đùa, Thẩm Bích Quân ở bên cạnh lại lấy điện thoại ra. Thẩm Bích Quân không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nếu bảo vệ người ta muốn chứng minh thân phận, thì chứng minh là được. Hơn nữa, bảo vệ thậm chí còn đưa ra cách cụ thể để chứng minh thân phận của mình, nên Thẩm Bích Quân không tìm được lý do từ chối. Cô ấy còn thật sự biết Lý Tổng trong lời của bảo vệ là ai? Lý Trường Hà, một ông chủ lớn trong ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải.
Lý Trường Hà này mới nổi lên sau này, chính vì có chỗ dựa lớn như công ty danh dương, thông qua đó tìm kiếm các mối quan hệ, ông ta có được quyền đại lý rất lớn của công ty danh dương. Nhờ việc kinh doanh của mình, ông ta dần trở thành đại lý lớn nhất của công ty danh dương, một chức vụ rất lớn trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải. Dù sao, nếu tất cả công ty bây giờ muốn kiếm ăn, căn bản phải tiêu thụ hàng hóa của công ty danh dương mới được. Có thể nói, ai có nhiều sản phẩm của công ty danh dương nhất, thì người đó có quyền lực nhất dưới công ty danh dương. Đương nhiên, bất luận thế nào cũng không ai có thể làm lung lay địa vị của công ty danh dương. Do đó Lý Trường Hà cũng có danh tiếng lẫy lừng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải, Thẩm Bích Quân vừa hay có số điện thoại của ông ta. Không nghĩ nhiều, Thẩm Bích Quân gọi điện cho Lý Trường Hà, Lý Tổng, bây giờ ông có ở khách sạn Huy Hoàng không? Thẩm Bích Quân hỏi, cô ấy mở loa ngoài, nên người khác cũng có thể nghe giọng nói của Lý Trường Hà, là Thẩm Tổng à, đúng, tôi đã đến khách sạn Huy Hoàng, cô vẫn chưa đến sao? Chu Dương ôm trán không nói nên lời, anh không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại thao tác nhanh nhẹn như vậy. Nhưng cũng không sao, nếu đã gọi điện thì để cho Thẩm Bích Quân nói. Chu Dương cũng có cách khác để lấy lại thể diện. Là thế này Lý Tổng, bây giờ tôi cũng đến khách sạn Huy Hoàng rồi, nhưng bảo vệ trước cửa lại không cho chúng tôi vào. Nói chúng tôi phải quen biết ông thì mới có thể vào. Thẩm Bích Quân thành thật nói. Chu Dương thầm thở dài, cô gái này sao có thể ngốc đến mức độ này chứ? Hệt như trong tưởng tượng của Chu Dương, sau khi Thẩm Bích Quân nói xong, bên kia điện thoại đột nhiên yên lặng. Thẩm Bích Quân chưa đáp, lại hỏi qua điện thoại, alo, Lý Tổng, ông còn đó không Lý Tổng? Một lúc sau, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Trường Hà. Còn có một tiếng cười thấp thoáng cùng với giọng nói của ông ta, không phải chứ Thẩm Tổng, sao cô có thể bị bảo vệ giữ lại được? Cô là Thẩm Tổng mà, sao không thể đi vào cửa của khách sạn được? Lẽ nào bảo vệ kia không biết cô? Nghe phản ứng đầu tiên của Lý Trường Hà, không phải đến giúp mình mà cố ý chế giễu, Thẩm Bích Quân mới miễn cưỡng nhận ra đang xảy ra điều gì. Nhưng bây giờ cô ấy mới hiểu, đã hơi trễ. Lý Trường Hà tiếp tục mỉa mai, cô là Thẩm Tổng có danh tiếng lẫy lừng, là người đứng đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải chúng ta, bảo vệ nào dám ngăn cô chứ? Thẩm Bích Quân biết mình bị mắc lừa, cô đáp lại với vẻ tức giận, vậy tôi cũng không biết. Dù sao bảo vệ này nói trừ khi tôi quen biết ông thì mới đồng ý cho tôi vào. Lý Tổng, ông đến đây đón tôi, không thì cuộc hội nghị hôm nay của chúng ta không thể tiếp tục thực hiện. Không thể không tham gia cuộc hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm, vì hội nghị này rất quan trọng, dù là Thẩm Bích Quân cũng không dám bỏ đi dễ dàng. Tuy công ty danh dương rất mạnh, nhưng nếu cô ấy vì chuyện nhỏ mà đắc tội tới toàn bộ ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải, công ty danh dương cũng không nuốt nổi cái giá này. Cho nên, mặc dù giọng điệu của Thẩm Bích Quân có ý uy hiếp ta, nhưng không dám nói quá nghiêm trọng. Còn bên phía Lý Trường Hà, hiển nhiên cũng không quan tâm đến lời đe dọa của Thẩm Bích Quân. Ông ta tiếp tục dùng giọng điệu thản nhiên nói, ha ha, Thẩm Tổng đừng tức giận, tôi sẽ đến đón cô, tôi chỉ cảm thấy rất tò mò về chuyện này. Thẩm Bích Quân tức giận cúp máy, sau đó nhìn về bảo vệ, bây giờ chúng tôi có thể lên đó chưa? Bảo vệ cũng nở nụ cười. Lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa được, làm sao tôi biết cô thật sự gọi điện cho Lý Tổng, hay là bấm bừa một số để lừa tôi? Chẳng phải cô nói Lý Tổng sẽ xuống đón cô sao? Vậy đợi Lý Tổng đến đón cô rồi tính tiếp, bảo vệ nói. Hiển nhiên, sau khi Lý Trường Hà xuống, chắc chắn sẽ chế trạo Thẩm Bích Quân một trận trước mặt tên bảo vệ này. Lúc này, Chu Dương cũng lặng lẽ gửi một tin nhắn. Lý Trường Hà nhanh chóng có mặt. Sau lưng còn có một vài ông chủ của các công ty mỹ phẩm khác. Vừa tới sảnh, lúc cách Thẩm Bích Quân khá xa, giọng nói đắc ý của Lý Trường Hà vang lên, ha ha, Thẩm Tổng, thật xin lỗi, cô nói xem sao cô có thể bị một bảo vệ giữ lại chứ. Tôi thật sự không ngờ rằng, đường đường là Thẩm Tổng của công ty danh dương, lại không thể vào được cửa của khách sạn Huy Hoàng. Lý Trường Hà vừa nói vừa bước đến trước mặt bọn họ. Thẩm Bích Quân nhìn về bảo vệ, chúng tôi có thể vào được rồi phải không? Bảo vệ lúc này mới gật đầu, sau đó nhìn về Lý Tổng ông đến rồi, cô gái này thật sự quen biết ông à. Biểu hiện của bảo vệ vênh váo với Thẩm Bích Quân, nhưng lại khom lưng uốn gối với Lý Trường Hà, thoát cái có thể thấy rõ sự tương phản này. Lý Trường Hà không vội vàng rời đi, ông ta nhìn tên bảo vệ, ôi, đây chẳng phải là Tiểu Tống à,
sao cậu không cẩn thận như vậy, lại ngăn cản Thẩm Tổng. Bảo vệ khẽ cười, không hề lúng túng nói, là tôi không biết cô ấy quen biết với Lý Tổng, nếu như tôi biết cô ấy là bạn của ông, chắc chắn sẽ để cô ấy đi vào như khách quý của khách sạn Huy Hoàng. Nhưng bây giờ cũng không trễ, tôi đã biết rồi, các người có thể đi vào. Lý Trường Hà thoải mái nói. Xem đi, còn thể diện gì nữa chứ? Nếu như cô không quen biết tôi, cô không thể vào khách sạn này. Còn sau khi quen biết tôi, cô lập tức trở thành khách quý của khách sạn. Ông ta gật đầu hài lòng, nhìn Thẩm Bích Quân và Chu Dương, rồi nói, được rồi, đều là hiểu lầm, bây giờ ổn thỏa hết rồi, chúng ta vào thôi. Mặc dù trong lòng Thẩm Bích Quân không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, nhấc chân đi vào trong. Nhưng lúc này Chu Dương lại nói. Đợi đã. Chu Dương nhìn Lý Trường Hà, ông nói ông là Lý Tổng thì ông là Lý Tổng sao? Ông có gì chứng minh? Hả, câu nói này của Chu Dương cũng khiến Lý Trường Hà sững sờ. Chương 1014, ngông cuồng. Lý Trường Hà nhận ra Chu Dương, đồng thời ông ta cũng tin Chu Dương chắc chắn cũng biết mình. Nhưng ông ta không coi trọng Chu Dương, dù sao bây giờ ông ta đang nói chuyện với Thẩm Bích Quân, đó là chủ tịch của công ty Danh Dương, một Chu Dương nhỏ bé như anh thì có là gì. Ngay cả chủ tịch của công ty Danh Dương cũng không dám làm khó dễ, sao ông ta có thể quan tâm đến một người phụ trách dự án như Chu Dương. Cho nên, sau khi ông ta nghe thấy câu hỏi của Chu Dương, đột nhiên bật cười. Ha ha, Chu Tổng, cậu có ý gì? Sao tôi không phải là Lý Tổng chứ? Tôi không phải Lý Tổng thì là ai? Thử hỏi trong toàn bộ ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải, có ai mà không biết Lý Trường Hà? Về điểm này, chắc chắn mọi người đều có thể chứng minh cho tôi. Lý Trường Hà đắc ý nói tiếp, trái lại Chu Dương cậu, nói trắng ra cũng chỉ là người phụ trách của một dự án trong công ty Danh Dương mà thôi, người không biết cậu chắc chắn càng nhiều. Bây giờ cậu nói tôi chứng minh là có ý gì? Thẩm Bích Quân thắc mắc nhìn Chu Dương. Mặc dù bị Lý Trường Hà trêu đùa, trong lòng Thẩm Bích Quân cũng không thoải mái. Nhưng cô ấy cũng nhận ra, dù sao đây là một trò chơi mà người ta dàn dựng, chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, cô và Chu Dương đâm đầu vào mà không hề hay biết, chắc chắn nhận thua thiệt rồi. Cho nên tuy rằng Thẩm Bích Quân không mấy vui vẻ, nhưng cũng không tính toán chuyện này, chịu thiệt chút cũng được, chỉ là không biết bây giờ Chu Dương đang làm gì. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương. Còn anh cũng không hề hoảng loạn chỉ khẽ cười, nói, rất đơn giản, bảo vệ vừa nãy nói chúng tôi không có cách chứng minh thân phận của mình, cho nên không thể đi vào khách sạn Huy Hoàng. Còn nói cần phải quen biết Lý Tổng, cũng chính là ông mới có thể chứng minh thân phận của chúng tôi, chuyện là như vậy phải không? Chu Dương nói, Lý Trường Hà thừa nhận, không sai, có vấn đề gì sao? Bây giờ tôi đến rồi, cho nên người anh em bảo vệ này cũng cho hai người đi vào. Điều này chẳng phải chứng minh tôi là Lý Tổng sao? Thái độ khinh thường của Lý Trường Hà nhìn chằm chằm vào Chu Dương, Chu Tổng, cậu đang muốn trả đũa tôi sao? Vì thể diện của tôi lớn mới có thể đi vào khách sạn Huy Hoàng, điều này khiến cậu không thoải mái phải không? Nghe câu nói này, mọi người đều bật cười. Đây là một chuyện rất mất mặt, dù sao, đường đường là chủ tịch và người phụ trách dự án của một công ty không thể vào được cửa của khách sạn, chắc chắn rất mất mặt. Chu Dương vẫn không hoảng loạn, ông nói đúng, tôi thật sự không thoải mái. Chu Dương cũng không giấu giếm, liền thừa nhận, nhưng không phải tôi khó chịu vì cần dựa vào thể diện của ông mới có thể đi vào khách sạn. Nếu nói tôi thật sự không vào được khách sạn, cần có sự giúp đỡ của ông mới có thể đi vào khách sạn này, vậy không những không khó chịu, mà rất cảm kích iota CS ông. Điều quan trọng là chuyện này không phải như vậy. Rõ ràng ông cấu kết với bảo vệ này để gây khó dễ cho chúng tôi mà thôi. Cậu nói bậy bạ gì vậy, sắc mặt Lý Trường Hà đột nhiên thay đổi, ông ta không ngờ rằng, Chu Dương lại nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Thật ra trong công việc và cuộc sống, đặc biệt ở chốn công sở, sẽ phát sinh những chuyện tranh đấu cũng rất bình thường. Thế nhưng, nếu như anh không có bằng chứng, tốt nhất nên âm thầm chịu đựng. Vì suy cho cùng anh đâu có chứng cứ, mà đã vậy. Anh lại còn ăn nói lung tung, hậu quả e rằng rất nghiêm trọng, Chu Dương không hiểu quy tắc này sao? Lý Trường Hà lập tức nhìn Chu Dương với thái độ ngang ngược hống hách, Chu Tổng, lời nói phải có bằng chứng, cậu có bằng chứng nào không? Nếu như hôm nay cậu không có bằng chứng, vậy lời nói của cậu rõ ràng là đang vu khống tôi. Công ty Danh Dương của các người lớn mạnh như vậy,
nên có thể tùy tiện ức hát IOTA nhóm đối tác chúng tôi sao? Đây chính là thái độ của công ty danh dương các cậu à? Nếu như có thái độ như vậy, hôm nay nhóm đối tác của chúng tôi đều không thừa nhận, công ty danh dương của các cậu có thể tồn tại một mình ở thành phố Đông Hải sao? Lý Trường Hà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chu Dương. Đồng thời, trong mắt ông ta cũng lộ rõ sự đắc ý. Ông ta thể hiện mình giống như người bị hại, nhưng chê y thực tế, trong lòng lại rất vui sướng. Chu Dương đúng là một kẻ ngốc. Nếu đã đưa cái thóp này đến trước mặt ông ta, mà ông ta không biết nắm bắt để làm khó Chu Dương thì quả là có lỗi với những lời Chu Dương vừa nói. Lúc này, Thẩm Bích Quân cũng lo lắng. Cô ấy lựa chọn âm thầm chịu đựng, chính vì sợ tình huống này xuất hiện. Nhưng Chu Dương đang làm gì? Mình không dễ dàng gì mới nhẫn nhịn được, chuyện này coi như kết thúc hoàn toàn, tại sao Chu Dương lại làm lớn chuyện? Công ty danh dương thật ra không sợ Lý Trường Hà, nói cách khác, dù là ai trong toàn bộ ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải, nếu chỉ đơn độc một mình thì chắc chắn không thể là đối thủ của công ty danh dương. Công ty đứng đầu của ngành công nghiệp mỹ phẩm thành phố Đông Hải không phải chuyện đùa, vấn đề then chốt là công ty danh dương dù lớn mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi với toàn bộ ngành công nghiệp này. Đây mới là nguyên nhân khiến Thẩm Bích Quân kiêng dè Lý Trường Hà. Nhưng bây giờ, đúng như dự đoán, vì Chu Dương không chịu thua, Lý Trường Hà đã dùng toàn bộ ngành mỹ phẩm để chèn ép bọn họ. Còn những người sau lưng Lý Trường Hà cũng bắt đầu nháo nhào, đúng vậy, Chu Tổng, Thẩm Tổng. Chuyện này hai người phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chuyện này là sao? Rõ ràng là hai người không vào được khách sạn Huy Hoàng, bảo vệ người ra nể mặt Lý Tổng mới để hai người đi vào, hai người sao có thể trả đũa chứ? Hai người có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ, thì đang ức hát IOTA người khác, chúng tôi sẽ không đồng ý. Đột nhiên mọi người sôi sục căm phẫn. Thẩm Bích Quân hoảng loạn, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Chu Dương. Nhưng Chu Dương vẫn giữ biểu cảm không lo lắng. Mọi người đều dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, như cùng chung mối thù. Chu Dương chỉ khẽ cười, sau đó nói, chứng cứ. Tôi quả thực không có thứ đó. Ánh mắt của mọi người càng thêm phẫn nộ. Chu Dương lại nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy, tôi hoàn toàn không cần thứ đó. Không có chứng cứ chính là vụ oan. Nếu như không có chứng cứ mà cậu vẫn cứng đầu như vậy thì chúng tôi sẽ không đồng ý. Công ty danh dương của các người thật sự muốn chống đối với toàn bộ ngành mỹ phẩm của chúng tôi sao? Chu Dương chưa nói xong, lập tức bị những người khác phản bác. Chu Dương hời hợt nhìn ông ta, sau đó nói, nếu như ông vẫn cho rằng như vậy, thì cũng không sao. Ông cảm thấy tôi đang chống đối với các ông, vậy thì tôi cũng có thể thừa nhận như vậy. Chương 1015, lựa chọn. Lời nói của Chu Dương hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của mọi người. Người này tại sao lại ngông cuồng đến thế? Anh ta đang coi thường ngành mỹ phẩm Đông Hải sao? Thật sự cảm thấy nếu như tất cả mọi người trong ngành đều chống đối lại anh ta dựa vào một mình công ty danh dương nhỏ nhoi cũng có thể tồn tại tiếp được hay sao? Chu Tổng, rốt cuộc cậu có ý gì? Lời này của cậu là muốn ngang ngược không nói đạo lý đến cùng sao? Vẻ mặt Lý Trường Hà u ám nói. Ông ta không ngờ rằng Chu Dương lại cứng rắn như vậy. Theo lý mà nói ông ta đã ca IOTA CS động tất cả mọi người đứng về phía mình, cho dù Chu Dương có nóng nảy đến đâu, lúc này cũng nên cúi đầu nhận sai rồi mới phải. Nhưng tên này lại có thái độ muốn cá chết lưới rách, vậy là ý gì chứ? Chỉ một chuyện còn con lại muốn đấu tranh đến cùng sao? Tôi chỉ trêu chọc cậu một xíu thôi, cậu chịu dựng một chút thì sẽ chết à? Vì chuyện này mà phải liều mạng sao? Lý Trường Hà hơi hoảng hốt. Nguyên nhân rất đơn giản, sự việc lần này tuy rằng trông có vẻ bọn họ người đông thế mạnh, nhưng họ thực sự không dám chèn ép công ty danh dương. Nói cách khác nếu như công ty danh dương tách ra khỏi ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, vậy thì công ty này cũng sẽ không tồn tại được lâu. Đây là điều chắc chắn, thành phố Đông Hải không có một công ty nào đủ mạnh để có thể một tay che trời, đơn phương độc mã sinh tồn được. Nhưng tương tự như vậy. Nếu ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải mất đi công ty đứng đầu như công ty danh dương, thì tài sản của cả ngành cũng sẽ theo đó mà giảm mạnh, tương đương với việc tài sản của tất cả mọi người cũng sẽ bị thu hẹp, thậm chí còn có số lượng lớn công ty phải đóng cửa. Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro này, bọn họ chỉ muốn chiếm được chút lợi ích từ phía đang chiếm được lợi thế mà thôi, không hề muốn làm loạn chuyện này đến mức cả hai bên cùng chịu tổn hại.
Sở dĩ trước đó bọn họ kiêu ngạo như vậy là bởi vì họ cho rằng Chu Dương sẽ không dám gây sự với bọn họ. Chuyện này tựa như hai bên có thế lực ngang bằng nhau, đều có thể uy hát yêu ta đối phương. Ở một mức độ nào đó, hai bên vừa là bạn vừa là thù, vừa hợp tác vừa cạnh tranh lẫn nhau, lúc này một người muốn chọc ghẹo đi sờ vào đầu của người kia. Sau đó người kia tức giận cầm dao lên muốn ra tay liều mạng. Người anh em à, tôi chỉ muốn sờ đầu cậu một chút thôi. Mặc dù tôi chiếm được chút lợi ích nhưng thực lực chúng ta ngang nhau, cậu hà tất phải vì chuyện này mà liều mạng chứ? Sờ một chút cũng không được sao. Vì thế mọi người đều kinh ngạc trước phản ứng của Chu Dương, không biết nên ứng phó như thế nào. Lúc này, Chu Dương lại nói, đầu tiên tôi không có ý ức hát yêu ta hay coi thường bất kỳ ai, cũng không muốn gây thù với ai ở đây. Nhưng nếu như thật sự có tên ngốc cho rằng chỉ cần trừng mắt nói láo liền có thể ức hát yêu ta tôi, vậy thì không cần nghĩ nhiều, tôi sẽ cho kẻ đó mất mặt. Bởi vì người như các ông hoàn toàn không có bất cứ giá trị hợp tác nào. Cũng hệt như đồ rác rưởi Lý Tổng đây, muốn dùng thủ đoạn thiểu năng này để chiếm được chút lợi ích, thái độ của tôi đã rõ ràng như vậy rồi, tôi không cần bất cứ chứng cứ gì, tôi chỉ cần biết ông ta đang giở trò khôn lỏi mà thôi. Nghe Chu Dương nói vậy, tất cả mọi người há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời. Bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ Chu Dương sẽ nói ra những lời như vậy. Hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ dựa vào trái tim để làm việc. Thật sự tất cả mọi người ở đây đều biết Lý Tổng này là một tên khôn lỏi. Bọn họ muốn dựa vào việc người đông để bắt nạt Chu Dương một cách trắng trợn. Tình huống này trong cuộc sống vô cùng phổ biến. Thông thường người gặp phải tình huống này chỉ có thể im lặng chịu thiệt, ví dụ như Thẩm Bích Quân. Nhưng Chu Dương lại cứng rắn tức giận phản ứng lại, chuyện này không tuân theo lý lẽ thông thường, vì thế khiến tất cả mọi người mất bình tĩnh. Cuối cùng có người không nhịn được liền nói. Chu Tổng, tôi vẫn cảm thấy anh làm như vậy không thích hợp lắm. Anh nói mình ở phe chính nghĩa còn Lý Tổng giở trò khôn lỏi. Nhưng anh có chứng cứ gì không, hành động này của anh hoàn toàn là hành vi ngang ngược. Nếu như sau này anh cũng làm như vậy thì sao? Chê y tay anh không hề có chứng cứ lại nói mình đúng, e rằng cho dù anh sai chúng tôi cũng không biết được. Phàm là chuyện gì cũng cần có chứng cứ, đây là lý lẽ không thể phá vỡ. Lời nói của người kia khiến Lý Tổng cũng phải giơ ngón tay cái lên tán dương. Thật sự nói quá hay, để xem tiếp theo Chu Dương còn có thể tranh cãi như thế nào. Sao nào, không thoải mái ư, Chu Dương liếc nhìn anh ta, không thoải mái thì anh có thể đi. Tôi là người như thế, anh cảm thấy tính cách tôi không ổn thì có thể không hợp tác với tôi. Sự thật thế nào tôi tin trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, chứ không phải nói tôi là phe chính nghĩa thì tôi chính là chính nghĩa được. Điều quan trọng nằm ở trong lòng mỗi người. Nếu như hành vi của tôi thật sự ngang ngược, các ông cho rằng tôi không phải trả giá sao? Không, tôi phải trả giá rất lớn, đó chính là cái giá của sự tín nhiệm. Nếu như hành vi của tôi thật sự ngang ngược, cho dù lần này có người không cam lòng nhưng vẫn đành phải thỏa hiệp với công ty Danh Dương, vậy lần sau thì sao? Chu Dương nói rõ ràng rành mạch. Bạn dùng một thủ đoạn nhỏ không chút dấu vết để chiếm được chút lợi ích nhưng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Vì vậy chê y thực tế bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá. Chu Dương cũng không cần giở trò ngang ngược gì đó, nếu như anh thật sự làm như vậy thì đương nhiên sẽ phải trả giá tương ứng. Còn về việc có thuyết phục được những người khác hay không thì không quan trọng. Nếu có ai cảm thấy Chu Dương tôi không phải là một người đáng để hợp tác thì bây giờ có thể rời đi. Thậm chí mọi người có thể coi đây là một kiểu tuyên chiến với mọi người, tôi cũng không sao cả. Chu Dương uể oải nói. Câu nói này khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bởi vì câu nói này đã hoàn toàn thể hiện quyết tâm của Chu Dương, trước mặt bọn họ đã không còn là sự tranh luận, mà chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tin Chu Dương, hoặc là trở thành kẻ thù với anh. Đây là một lựa chọn hết sức khó khăn. Thực ra nguyên nhân chủ yếu mở ra cuộc hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm lần này là vì vị trí của công ty Danh Dương ở Đông Hải quá cực đoan. Tất cả những công ty mỹ phẩm hoặc là hợp tác với công ty Danh Dương hoặc là phá sản, chỉ có hai lựa chọn như vậy. Đối với hầu hết các công ty, điều này vô cùng bị động. Chủ đề thực sự của hội nghị lần này cũng là tất cả các công ty liên kết lại với nhau để làm giảm bớt đi sức ảnh hưởng của công ty Danh Dương. Chương 1016, vả vào mặt. Thật ra trước khi tổ chức hội nghị lần này, đã có rất nhiều người bí mật liên hợp lại,
muốn chèn ép công ty Danh Dương. Do đó, lần này kế hoạch của Lý Trường Hà mới thành công dễ dàng như vậy, bởi vì ngay từ đầu những người này đã lựa chọn đứng về phía Lý Trường Hà. Mục đích bọn họ tập trung lại, thật ra chủ yếu là muốn có được quyền lên tiếng lớn hơn, nhưng theo cách nói bây giờ của Chu Dương, bọn họ lựa chọn khuất phục, vậy thì thế cục sau này sẽ chỉ càng nghiêng về phía công ty Danh Dương mà thôi. Đây là điều mà đại đa số mọi người không muốn nhìn thấy. Chu Dương cũng không làm gì sai, chỉ nghiêm túc nghiên cứu phát triển sản phẩm, giúp công ty mình trở nên càng lớn mạnh hơn. Nhưng chê y thế giới này, dù bạn không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ cần bạn đủ mạnh, thì nhất định bạn sẽ chèn ép không gian sinh tồn của người khác, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Vì vậy thông thường mà nói, người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng sẽ càng cao. Cho dù Chu Dương không làm sai bất kỳ điều gì, cũng đã trở thành kẻ thù chung của ngành mỹ phẩm. Những người khác cũng không phải không biết đúng sai, mà chuyện này liên quan đến lợi ích của bản thân, bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm với chính mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhất định không thể để công ty Danh Dương tiếp tục kiêu ngạo như vậy nữa, một người đứng ra nói, nếu hôm nay chúng ta đồng ý với phát biểu của Chu Dương, vậy thì sau này ngành mỹ phẩm của toàn thành phố Đông Hải chỉ có một công ty là công ty Danh Dương, còn chúng ta đều sẽ làm công cho công ty Danh Dương thôi. Vì vậy hôm nay cho dù là cá chết lưới rách, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ. Câu nói của người này đã có được sự tán thành của số đông. Dĩ nhiên cũng có người ủng hộ ý kiến ngược lại. Chuyện này Chu Tổng không làm gì sai, tôi tin vào câu công bằng tự có trong lòng mỗi người, vì vậy tôi quyết định không chơi cùng mọi người nữa. Tôi tin tưởng đi theo người như Chu Tổng, anh ấy nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Người như vậy dĩ nhiên sẽ bị mắng xối xả, cho rằng như vậy là đã phản bội bọn họ. Chu Dương quan sát và thấy rõ mọi việc trước mắt, đồng thời cũng âm thầm gật đầu. Được rồi, mọi người cũng không cần tranh cãi nữa. Chu Dương nhìn về phía đám người phản đối và thản nhiên nói, tôi biết, mọi người không hề sai, muốn tranh thủ quyền phát biểu của mình là vô cùng chính xác. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công ty Danh Dương có trách nhiệm gánh vác toàn bộ ngành mỹ phẩm, chúng tôi đều có trách nhiệm tương ứng với tất cả các công ty, tôi cũng không thể ngăn cản quyền lợi mưu cầu con đường sống của mọi người. Nhưng nếu như mọi người vì mục đích này mà không từ thủ đoạn, từ bỏ nguyên tắc của mình, sử dụng vài thủ đoạn hèn hạ, vậy thì tôi chỉ có thể nói với mọi người rất xin lỗi. Có lẽ mọi người không xứng đáng tiếp tục lăn lộn trong ngành này nữa và tôi cũng không để ý đến việc đối địch với mọi người. Chu Dương quét mắt liếc mọi người một cái rồi tiếp tục nói, bây giờ mọi người đã lựa chọn xong muốn đứng về phía ông ta đúng không? Vậy thì rất đơn giản. Hội nghị hôm nay chúng ta có thể chia làm hai phe để tiến hành rồi. Chúng ta sẽ thành hai phe khác nhau, từ nay về sau chúng ta chính thức trở thành là kẻ địch, tranh đấu đến cùng. Các người và chúng tôi chỉ một bên có thể tồn tại trong ngành mỹ phẩm Đông Hải. Chu Dương bình tĩnh nói ra câu nói kiêu ngạo nhất. Lần này, sắc mặt đám người Lý Trường Hà hoàn toàn thay đổi. Chu Dương, cậu nhất định phải tuyệt tình đến vậy đúng không? Lý Trường Hà tức giận quát lên. Những người khác cũng vội vàng nói, Chu Tổng, anh không thể làm vậy. Anh làm như vậy căn bản là không chịu nói lý lẽ. Đám người kia không thể làm gì được Chu Dương, chỉ có thể mắng chửi Chu Dương một trận. Nhưng câu mắng chửi của họ không có ý nghĩa gì, bởi vì Chu Dương căn bản không hề để ý. Lúc bọn họ cho rằng phải giải tán trong sự buồn bực, thì trong đại sảnh khách sạn Huy Hoàng lại xuất hiện một nhóm người nữa. Hổ ra. Trước đó, Chu Dương đã gửi tin nhắn cho ông ấy. Hổ gia dẫn theo một đám người nhánh phụ của Hứa gia, bước đến hỏi, chuyện gì vậy? Sau khi Hổ gia biết rõ đầu đuôi câu chuyện liền bật cười. Chu tiên sinh nhất định phải nhìn sắc mặt Lý Tổng mới có thể đi vào khách sạn Huy Hoàng sao? Đúng là hoang đường, Chu tiên sinh là khách quý cao cấp nhất của khách sạn Huy Hoàng chúng tôi, còn Lý Tổng, ông là cái thá gì? Hổ gia không nể mặt ai. Ông chỉ thẳng vào mũi Lý Trường Hà, hỏi ông ta là cái thá gì. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Hổ gia là nhân vật thế nào? Ông ấy là ông lớn có máu mặt nhất ở thành phố Đông Hải. Bây giờ, ông ấy lại còn tự mình ra mặt nói giúp cho Chu Dương. Lý Trường Hà bị mắng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu hướng về tên bảo vệ kia. Dù sao tất cả đều nhờ có tên bảo vệ kia, ông ta mới có thể làm chuyện như vậy. Ông ta đâu có quan hệ gì với khách sạn Huy Hoàng,
chẳng qua chỉ là đã mua chuộc một bảo vệ nho nhỏ mà thôi. Hổ gia, ông đừng vội tức giận, chuyện lần này thật ra chỉ là một hiểu lầm, Lý Trường Hà nói trắng ra chuyện này căn bản không liên quan đến tôi, là người anh em này, cậu ta không nhận ra khách quý của các ông. Lý Trường Hà đổ tất cả trách nhiệm lên đầu tên bảo vệ. Tội nghiệp tên bảo vệ, anh ta thật sự không quen biết Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Nhưng cũng bởi vì không biết, mới đắc tội với hai người không nên đắc tội. Sở dĩ cố tình làm khó dễ họ, nói trắng ra là vì Lý Trường Hà mua chuộc. Đáng tiếc sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, Lý Trường Hà lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh ta. Anh ta ấp a ấp úng một hồi lâu, nhìn Hổ Gia không nói nên lời. Hổ Gia liếc nhìn anh ta, sắc mặt u ám nói, cậu không cần cố gắng giải thích gì cả, bởi vì cậu xong đời rồi. Nhưng nếu bây giờ cậu thành thực, nói hết với tôi ngọn nguồn của chuyện này, có lẽ tôi sẽ cân nhắc xử lý nhẹ nhàng. Hổ Gia nói vậy đã tạo ra áp lực to lớn cho anh ta. Anh ta không chịu nổi đã nói ra toàn bộ sự thật, nói cho mọi người biết Lý Trường Hà mua chuộc anh ta thế nào, sau đó lại bảo anh ta gây khó dễ cho Chu Dương và Thẩm Bích Quân ra sao. Đám người vẫn luôn kêu gào Chu Dương ngang ngược bá đạo, lúc này đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì có nhân chứng thật ở trước mặt, bọn họ căn bản không thể nào tranh cãi. Cậu ngậm máu phun người, cậu không có chứng cứ, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi mua chuộc cậu, lúc này, Lý Trường Hà vẫn muốn phản bác. Hơn nữa, ông ta còn nhắc đến hai chữ chứng cứ. Xem ra, ông ta thật sự rất thích chứng cứ. Sau đó, tên bảo vệ đã đưa ra lịch sử tin nhắn trò chuyện của bọn họ, kể cả việc Lý Trường Hà chuyển khoản cho anh ta. Đây chính là bằng chứng thép. Chu Dương không nhịn được cười nói, tôi không hiểu nổi, một người toàn thân đều là nhược điểm, làm nhiều việc trái với lương tâm như ông sao có thể có tự tin bảo người khác đưa ra chứng cứ chứ? Chương 1017, cái giá phải trả. Lần này Lý Trường Hà như bị tát thẳng vào mặt, rõ ràng đã làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng còn có thể giả vờ đoan chính, yêu cầu người khác đưa ra bằng chứng. Thực sự đây là đặc điểm mà rất nhiều kẻ xấu đều có. Bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều, vì vậy hoàn toàn không có khái niệm về lương tâm nữa. Trong thế giới của bọn họ không hề có chuyện đúng sai, bọn họ chỉ suy nghĩ có bị người khác phát hiện ra hay không mà thôi. Vì vậy bất kể bọn họ làm ra bao nhiêu chuyện mất hết lý trí, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi hay bị căng thẳng, chỉ cần không bị người khác phát hiện thì bọn họ không hề sai. Nhưng bây giờ tên bảo vệ đã đưa ra chứng cứ, khiến ông ta hoàn toàn bất lực. Còn có gì muốn nói nữa không? Vẻ mặt Chu Dương hời hợt nhìn ông ta, thật thú vị, cũng vất vả cho ông vì đã kiên trì lâu như vậy. Rõ ràng bản thân là đồ rác rưởi nhưng lại có thể làm ra dáng vẻ đoan chính ở trước mặt tôi trong thời gian lâu như vậy, còn nói tôi phải nhờ vào thể diện của ông mới có thể vào được khách sạn Huy Hoàng. Ông là người thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, ông là đồ rác rưởi thì đứng cố giả vờ cao ngạo, hiểu chưa? Chu Dương không chút kiêng nể chế nhạo Lý Trường Hà, đây cũng coi như bài học nhỏ anh dành cho ông ta. Mặc dù Chu Dương không phải người xấu nhưng anh cũng không phải thánh nhân. Người không đắc tội với mình thì mình cũng sẽ không xúc phạm đến họ, trong trường hợp không có ai đắc tội với Chu Dương, anh sẽ không chủ động đi chọc giận ai, làm mất đi lợi ích của người khác để làm đem lại lợi ích cho mình. Điểm này, khi ở trong cửa ải thứ hai của thử nghiệm ở Hứa Gia anh đã lĩnh hội sâu sắc. Lúc đó anh chỉ cần tàn nhẫn ra tay giết chết người phụ nữ kia thì anh có thể vượt qua thử thách đó. Nhưng bởi vì người phụ nữ đó không hề đắc tội với anh, vì vậy cho dù anh có phải bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đập phá cửa đá mấy tiếng đồng hồ cũng không làm tổn thương một cọng tóc của người phụ nữ kia. Anh không chủ động làm tổn hại đến người khác nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể mỉm cười cho qua khi người khác làm tổn hại đến anh. Rất nhiều người sẽ cảm thấy sự việc có thể phân ra lớn nhỏ, người khác mặc dù làm tổn hại đến bạn, hơn nữa còn cố ý nhưng thực sự tổn hại gây ra cho bạn không lớn. Bạn còn mạnh hơn kẻ đó rất nhiều, lúc này bạn nên buông tay không cần tính toán quá nhiều. Nhưng Chu Dương lại không cho rằng như vậy. Dựa vào đâu mà muốn ông đây không tính toán? Tôi lớn mạnh là do bản thân tôi, liên quan gì đến việc này? Sự việc này là sai lầm của Lý Trường Hà. Bất kể ông ta có gây ra tổn thất gì cho anh, thì ông ta cũng là người xấu đứng sau mọi chuyện, loại người này Chu Dương tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Vì vậy bây giờ anh mới đứng ở góc độ của người chiến thắng ngông cuồng chế giễu Lý Trường Hà. Chỉ là một tên rác rưởi mà dã tâm cũng không nhỏ, tôi nói thật cho ông biết,
trước nay tôi đều vô cùng khinh thường loại rác rưởi như ông. Thông đồng với một tên bảo vệ nhỏ nhoi muốn sỉ nhục tôi không vào được cửa của khách sạn Huy Hoàng, ngay cả cách này mà ông cũng nghĩ ra được. Sao ông lại có thể nghĩ ra được cách này nhỉ? Tôi thấy có vẻ ông cũng đã từng đích thân trải qua, từng bị người khác ngăn ở cửa lớn của khách sạn phải không? Vì vậy mới có thể nghĩ ra được chuyện mất mặt này. Lấy cách này ra để làm khó tôi. Chu Dương hừ một tiếng, mỗi câu hỏi lại càng sắc sảo hơn, hỏi đến mức hai mắt của Lý Trường Hà đỏ ửng, gương mặt u ám phun ra một ngụm máu tươi. Không có cách nào, ông ta rất muốn giải thích gì đó nhưng trước mặt Chu Dương, ngay đến một câu phản bác ông ta cũng không nói ra được. Bao gồm cả những gì mà Chu Dương vừa nói, quả thực khi vào câu lạc bộ Silver Lake ông ta từng bị ngăn lại. Lúc đó ông ta đã cảm nhận được cảm giác mất mặt là như thế nào, vì vậy hôm nay mới nghĩ đến cách này để làm khó Chu Dương. Khi Chu Dương nói ra nỗi đau thầm kín trong lòng ông ta không kiềm chế được đã nôn ra máu. Đặc biệt là sau khi tên bảo vệ kia đưa ra bằng chứng, những người vừa rồi còn ủng hộ ông ta, trong chớp mắt hơn một nửa đã phản bội, đi qua nhờ cậy Chu Dương. Chu Dương, tha lỗi cho tôi có mắt như mù, đứng về phía Lý Trường Hà. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì chúng tôi hoàn toàn không biết ông ta thật sự đã làm ra những chuyện như vậy. Chúng tôi chỉ có thể tin vào chứng cứ mà bản thân tận mắt nhìn thấy, vẫn hy vọng Chu Tổng có thể tha thứ. Chu Dương gật đầu với những người này, tỏ ý đã tha thứ cho bọn họ. Mặc dù anh biết rằng những lời mà họ nói đều là nói dối, bọn họ sớm đã biết chân tướng, nhưng đơn thuần chỉ vì muốn ủng hộ cho Lý Trường Hà mà thôi. Nói cách khác, nhân phẩm của những người này đều có vấn đề, toàn bộ đều vì lợi ích mà bán đi giới hạn của bản thân, sau này hợp tác với bọn họ, nếu như bọn họ có thể nhận được càng nhiều lợi nhuận hấp dẫn hơn vậy thì ngay lập tức có thể phản bội anh một lần nữa. Chuyện này Chu Dương hiểu rất rõ, nhưng anh vẫn chấp nhận tha thứ cho bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này không thể phân rõ được trắng đen. Là một người trưởng thành, Chu Dương biết mình không thể làm việc quá tùy hứng. Theo một nghĩa nào đó, trở nên mạnh mẽ là vì có thể dựa vào trái tim để hành sự, có thể từ chối tất cả những người mà bạn ghét. Nhưng trên y thế giới này, có hơn 90% người đứng ở ranh giới giữa chính và tà. Hầu hết bọn họ đều ích kỷ, đồng thời cũng có trái tim lương thiện và lòng trắc ẩn. Về cơ bản mỗi một người đều sẽ phạm phải sai lầm, đồng thời cũng làm được ra những việc tốt. Giống như một kẻ giết người trong quá trình bỏ trốn đã cứu vài con chó lang thang. Vì vậy không thể từ một hai chuyện mà xác định một người là tốt hay xấu. Ví dụ như đám người này, mặc dù họ vì lợi ích mà phản bội lại lương tâm, dương mắt lên lựa chọn đứng về phía Lý Trường Hà. Nhưng bọn họ cũng không phải thực sự đến mức vô phương cứu chữa. Ngành mỹ phẩm ở Đông Hải cũng cần bọn họ. Nếu Chu Dương không thu nhận bọn họ, vậy thì toàn bộ những người này sẽ độc lập đứng ra chống lại công ty Danh Dương. Tuyệt đối sẽ trở thành một trận chấn động lớn trong ngành mỹ phẩm của Đông Hải. Mặc dù tha thứ, nhưng tên họ và tướng mạo của những người này Chu Dương đều đã nhớ kỹ. Lát nữa khi đàm phán anh chắc chắn phải trừng trị bọn họ một chút. Để tất cả biết rằng cho dù là ai, làm sai chuyện gì cũng đều phải trả giá. Một người phạm sai là chuyện bình thường, vẫn có thể chấp nhận được nhưng đồng thời cũng phải trả giá tương ứng. Chương 1018, hội nghị bắt đầu. Chu Dương thầm hạ quyết tâm, sẽ tha thứ cho bọn họ. Nhưng anh sẽ để bọn họ phải trả giá tương ứng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là xử lý Lý Trường Hà ở trước mặt. Tên đó nhất định không thể tha thứ. Chu Dương mỉm cười nhìn chằm chằm Lý Trường Hà, Lý Tổng, ông còn gì để nói không? Làm người vẫn nên đường đường chính chính một chút mới tốt, đi theo con đường bất chính rồi cũng sẽ có một ngày tự cắt đứt đường sống của bản thân. Ví dụ như lúc này. Công ty Danh Dương tuyên bố hủy bỏ tất cả hợp tác với ông phải sống sót như thế nào đây? Trong ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, nếu như có công ty nào bị công ty Danh Dương đơn độc đưa ra lệnh đóng băng hoạt động, điều có cũng đồng nghĩa với việc công ty đó xong đời rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ có thể uy hiếp IOTA đến công ty Danh Dương trong ngành mỹ phẩm ở Đông Hải chỉ có thể là sức mạnh do các công ty khác cùng hợp tác lại với nhau, một công ty riêng lẻ hoàn toàn không phải là đối thủ của công ty Danh Dương. Lý Trường Hà nghe Chu Dương nói vậy, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Ông ta không ngờ rằng sự việc lại diễn biến đến mức này. Lúc đầu, tất cả mọi người đều đứng về phía ông ta. Cho dù Chu Dương có cứng rắn đến đâu, hai bên cũng ngang tài ngang sức,
cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng mới được bao lâu? Chỉ chưa đến nửa tiếng đồng hồ, số người đứng ở phía ông ta đã chẳng còn mấy người. Bây giờ Chu Dương nói đóng băng hoạt động của ông ta, đây là chuyện Chu Dương có thể làm được hơn nữa còn không cần phải trả bất cứ giá nào. Lý Trường Hà lo lắng, ông ta thấy không thể nói được Chu Dương liền chuyển sự chú ý lên Thẩm Bích Quân, Thẩm Tổng, cô xem như thế thích hợp sao? Lý Trường Hà tôi dù sao cũng là đại lý lớn nhất của công ty Danh Dương. Trong mắt của Lý Trường Hà, Thẩm Bích Quân là một người dễ tấn công hơn, trước đó ông ta kịch liệt như thế cũng vì cảm thấy Thẩm Bích Quân dễ nói chuyện. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là Thẩm Bích Quân chỉ hời hợt liếc nhìn ông ta một cái sau đó chậm rãi gật đầu, tôi thấy vô cùng thích hợp. Còn về việc ông nói ông là đại lý lớn nhất của công ty Danh Dương, tôi nghĩ đại lý là thứ mà công ty Danh Dương không thiếu nhất. Cho dù không có sự hợp tác của Lý Tổng đây, tôi tin rằng có rất nhiều sẽ đồng ý trở thành đại lý lớn nhất của công ty tôi. Những lời này của Thẩm Bích Quân giống như một lần nữa dội gáo nước lạnh vào mặt Lý Trường Hà. Ông ta bất lực nổi giận, các người không thể làm như vậy. Tôi làm gì sai sao? Tôi chẳng qua chỉ là cẩn thận một chút thôi mà. Hơn nữa còn có rất nhiều người khác cũng ủng hộ tôi làm như vậy. Tôi chỉ phạm phải một lỗi nhỏ thôi, sao các người có thể hủy hoại tôi như thế? Cách làm này của các người thật đáng quá. Quá đáng sao? Đối mặt với sự bất lực đến nổi giận của Lý Trường Hà, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thờ ơ. Có gì quá đáng chứ? Sự việc đã xảy ra rồi cũng cần phải có một người đứng ra gánh vác. Mà rõ ràng Lý Trường Hà là người thích hợp nhất. Trong mắt những người kinh doanh, họ luôn đặt lợi ích lên trên hết, lúc này không còn ai đồng tình với Lý Trường Hà. Bất kể là ông ta khóc lóc thê thảm thế nào, kể lể bi thương ra sao, cũng không một ai để ý tới ông ta. Từ hôm nay trở đi ông hãy quay về mà suy ngẫm làm sao làm người tốt, sau này có thể vẫn còn có cơ hội để vươn lên. Chu Dương vỗ vai ông ta sau đó lắc đầu đi về phía trước. Nhìn thấy Chu Dương rời đi, những người khác cũng theo sát. Lý Trường Hà và tên bảo vệ đã bị bỏ lại phía sau. Lý Trường Hà nhìn bóng dáng Chu Dương rời đi, trong lòng không chỉ không có chút suy ngẫm nào mà ngược lại còn thoáng qua sự oán hận. Chu Dương khuyên ông ta nên làm người tốt, sau này có lẽ còn có cơ hội trở mình. Nhưng ông ta đã làm người xấu quá lâu, sớm đã quên đi mất lương tâm là gì. Vì vậy đến lúc này ông ta cũng không nhận ra được bản thân đã sai ở chỗ nào. Ông ta chỉ cảm thấy nguyên nhân khiến bản thân thất bại chỉ vì cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì Chu Dương mạnh hơn do đó ông ta mới thất bại. Chuyện đã thế này Lý Trường Hà cũng không làm ầm lên nữa, bởi vì lúc này ông ta càng làm ầm lên sẽ càng mất mặt. Ông ta lặng lẽ quay người rời đi với sự hận thù trong lòng. Còn tên bảo vệ kia đã sớm bị dọa đến mức tè ra quần. Bất cứ ai làm việc ở khách sạn Huy Hoàng cũng biết Hổ Gia có ý nghĩa gì. Bây giờ Hổ Gia muốn đích thân trừng phạt anh ta. Với phẩm chất của một bảo vệ còn con, anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được áp lực mà Hổ Gia mang lại. Thật quá kinh khủng, nhưng tên bảo vệ cũng không có cách nào khác, dù sao cũng chạy không nổi, chỉ có thể âm thầm hối hận. Tại sao mình lại đồng ý làm việc này, tại sao lại chán sống đi đắc tội với Chu Dương? Chu Dương không biết Hổ Gia xử phạt tên bảo vệ kia ra sao, lúc này anh đã đến phòng hội nghị ở tầng 22. Chu Dương và Thẩm Bích Quân ngồi chê y bục chủ trì, còn bên dưới có 30 đến 5 người, đều là những người có liên quan đến ngành mỹ phẩm, về cơ bản đều là tổng giám đốc của các công ty. Hội trường này khá khí thế, bàn bên dưới được sắp đặt không theo quy luật bởi đây không phải là một phòng hội nghị có bầu không khí nghiêm túc, mà ngược lại giống như một bữa tiệc tự chọn hơn. Khắp nơi đều được bày biện đồ ăn và rượu vang. Tuy nhiên những người ngồi bên dưới khá nghiêm túc, Chu Dương khẽ ho một tiếng, cầm một miếng bánh lên rồi dựa chân lên chê y bàn nói, mọi người thả lỏng chút đi. Không cần phải nghiêm túc như thế, muốn nói gì thì nói, cái gọi là hội nghị giao lưu nên là nơi để mọi người trao đổi kinh nghiệm, phải không nào? Chu Dương đang ăn bánh ngọt nên lời nói hơi mơ hồ không rõ. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tên này thật sự là Chu Dương ư? Là người vừa nãy đối mặt với tất cả các câu hỏi chất vấn của mọi người mà mặt không biến sắc à? Dáng vẻ lúc này sao lại trông giống như một tên nhà quê chưa từng trải sự đời như vậy? Nhưng bọn họ không dám nói gì, đùa gì chứ, vừa rồi Chu Dương ra oai như vậy ai mà không nhìn thấy? Chỉ vài lời nói đã đóng băng hoạt động của đại lý lớn nhất trước đó của công ty Danh Dương.
Bây giờ ấn tượng mà Chu Dương để lại cho bọn họ là sự vui giận thất thường, thủ đoạn tàn độc. Nếu Chu Dương biết trong lòng những người này nghĩ như vậy, chắc hẳn sẽ lặng lẽ than thở một câu. Ông đây rõ ràng là rất gần gũi đấy. Chu Dương cứ thúc giục như vậy, cuối cùng cũng có người dám đứng ra nói, Chu Tổng, tôi xin mạo muội hỏi một câu, giả sử giữa chúng tôi có người có ý kiến không hợp với anh, có phải anh sẽ đóng băng hoạt động của công ty của chúng tôi ngay lập tức hay không? Chương 1019, Quy tắc. Nghe thấy câu hỏi của người này, trên y chán Chu Dương hiện lên vài vạch đen. Cuối cùng anh cũng biết tại sao những người này lại không dám nói. Chắc là do vừa rồi mình quá bá đạo rồi. Chỉ vì anh đá bay tên Lý Trường Hà kia mà tất cả những người này đều dùng mình sợ hãi, sợ lỡ như bọn họ bất cẩn cũng sẽ làm Chu Dương không vui. Chu Dương nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ vui vẻ nói. Mọi người đừng căng thẳng mà, mọi người nhìn xem, tôi giống loại người xấu xa hung tợn lắm sao? Lẽ nào mọi người không hiểu sao? Lý do vừa rồi Lý Trường Hà bị đuổi là do ông ta dùng thủ đoạn cạnh tranh thiếu văn minh. Nói cách khác, vì lòng dạ ông ta không đứng đắn, hơn nữa còn mưu đồ sỉ nhục tôi nên tôi mới tức giận. Tôi đảm bảo với mọi người rằng nếu một người anh em tốt nào không đứng ở góc độ ích kỷ của bản thân, mà từ quan điểm khách quan để nói. Cho dù có hoàn toàn lật đổ quan điểm của tôi tuyệt đối không bao giờ làm điều gì để báo thù. Chu Dương thẳng thắn thề thốt, bởi vì anh thật sự nghĩ như vậy. Nhưng dù anh có đảm bảo thế này thì nhóm người bên dưới vẫn dùng mình sợ hãi. Họ căn bản không dám tin tưởng Chu Dương. Đừng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh lúc này, ai biết được giây tiếp theo liệu anh có trở mặt hay không. Cần biết rằng, vừa nãy khi Lý Trường Hà bị đóng băng hoạt động, Chu Dương cũng cười hớn hở như vậy. Trong lúc nói cười, anh đã xử gọn ông lớn đứng thứ hai ngành mỹ phẩm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Dương vừa rồi đang giết gà dọa khỉ. Vì vậy, lúc này, bất kể Chu Dương nói gì và đảm bảo thế nào, bọn họ đều cảm thấy Chu Dương thật đáng sợ. Như lời Chu Dương vừa nói, anh là một kẻ xấu hung tợn, chỉ là anh mang trên y mặt chiếc mặt nạ tươi cười mà thôi. Trong phòng họp vẫn im ắng khiến Chu Dương rất bất lực. Anh nhún vai nhìn Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân trừng mắt với anh một cái, ý muốn nói, ai bảo lúc nãy anh hống hách làm gì, giờ hết cách rồi chưa? Thẩm Bích Quân cầm một tập tài liệu chê y bàn lên và chủ động nói, nếu như mọi người đều im lặng, vậy thì chúng tôi sẽ tuyên bố kế hoạch quyết sách của công ty danh dương chúng tôi trước nhé. Nói trắng ra, mục đích của cuộc họp trao đổi ngành lần này chính là chia đều miếng bánh của công ty danh dương. Sức ảnh hưởng của danh dương hiện giờ quá lớn mạnh, hai sản phẩm hot trước đó đã khiến họ kiếm được bộn tiền. Giờ đây, họ chuẩn bị tung ra sản phẩm hot thế hệ 3 khiến cả ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải không thể ngồi yên. Nếu tất cả bản quyền của sản phẩm hot thế hệ 3 này vẫn nằm trong tay công ty danh dương, thì ngành mỹ phẩm của danh dương ở thành phố Đông Hải sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc, cuối cùng không ai có thể lay chuyển được. Cuộc họp này được triệu tập chính xác để ngăn điều này xảy ra. Nói cách khác, các phe phái trong cuộc họp này chủ yếu chia thành hai phe. Công ty danh dương là do Chu Dương và Thẩm Bích Quân đại diện. Những người khác đại diện cho toàn bộ ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải. Một cuộc đọ sức giữa một công ty và toàn bộ ngành. Bây giờ công ty danh dương rõ ràng đang giành được thế chủ động. Thẩm Bích Quân đọc văn bản, đối với các sản phẩm hot thế hệ 3 do công ty danh dương tung ra. Sau khi xem xét đến tác động to lớn của hai thế hệ sản phẩm đầu tiên, chúng tôi đã quyết định tiến hành phân quyền một cách phù hợp ở phương diện tiêu thụ sản phẩm hot thế hệ 3 này. Đầu tiên, có lẽ là sản phẩm hot thế hệ 3, công ty danh dương có 60% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, trong đó 40% quyền đại lý tài nguyên, công ty danh dương sẽ lần lượt thông qua việc xem xét đánh giá từng công ty và dựa theo hình thức số lượng khác nhau để phân chia cho mọi người. Đây quả thực là một sự nhượng bộ rất lớn. Cái gọi là quyền đại lý tài nguyên bán hàng là một hạn ngạch cố định cho mỗi công ty để nhận hàng từ công ty danh dương. Nói cách khác, hai sản phẩm hot đầu tiên được tung ra bởi Chu Dương trước đó, 100% quyền đại lý tài nguyên bán hàng đều là của công ty danh dương. Cũng có nghĩa là, công ty danh dương muốn chia hàng cho ai, muốn ai làm đại lý thì người đó sẽ có thể làm đại lý lấy hàng từ công ty danh dương. Cũng giống như Lý Trường Hà. Ngay cả khi bạn đã trở thành đại lý lớn nhất, nhưng chỉ cần một lời nói của công ty danh dương là có thể cho bạn cút xéo ngay tức thì. Tuy nhiên, quyền đại lý tài nguyên bán hàng này lại khác. Bạn có quyền này,
đồng nghĩa với việc ít nhất bạn sẽ vĩnh viễn có được số lượng hàng sản phẩm hot thế hệ 3 này. Ngay cả công ty danh dương cũng không có quyền hủy bỏ, hơn nữa, nếu như bạn không muốn làm nữa thì cũng có thể chuyển nhượng quyền đại lý này cho người khác. Nói tóm lại, thứ này cũng giống như cổ phiếu, thực sự là một cách để làm suy yếu quyền lợi của công ty danh dương ở mức độ lớn. Nhưng sau khi nghe tin này mọi người vẫn cau mày. Mặc dù đúng lý mà nói, bất kể là sản phẩm hot thế hệ 1 hay sản phẩm hot thế hệ 3 hiện giờ thì cũng đều là cho công ty danh dương nghiên cứu và phát triển ra. Cho dù không cho họ một tí nào những quyền đại lý này thì họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng rõ ràng là trong cuộc sống thực, người ta không thể hành động theo logic tuyệt đối này. Công ty danh dương đã nhượng 40% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, nhưng trong mắt mọi người, điều này còn lâu mới đủ. Cần biết rằng, công ty danh dương đã có 100% quyền đại lý tài nguyên bán hàng cho hai sản phẩm hot trước đó. Hiện tại, đối với sản phẩm hot thế hệ 3 này, họ vẫn muốn nắm giữ 60% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, và chỉ nhượng 40% quyền, để phân chia cho tất cả các công ty ở thành phố Đông Hải. Có bao nhiêu công ty trong ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải? Không phải là 40 thì cũng phải 30 công ty. Nói cách khác, trung bình các công ty này chỉ có thể nhận được 1%, chưa đến 2% quyền đại lý tài nguyên bán hàng. Về phần công ty danh dương, công ty của họ kiểm soát 26% quyền đại lý. Một sự thay đổi như vậy thực tế không có nhiều ý nghĩa đối với tình hình chung. Vì thế, đám người này đều nhướng mày, nhưng không ai dám trực tiếp phản bác lại. Đùa gì vậy, nếu Chu Dương bị đuổi khỏi cuộc sau khi phản bác thì phải làm sao? Thẩm Bích Quân cũng bất lực nhìn nhóm người phía dưới, cong môi không nói nên lời. Kế hoạch này là do cô vạch ra, dù sao cũng là kế hoạch công ty danh dương đưa ra, cho nên ở một mức độ nào đó, chắc chắn phải có lợi hơn cho danh dương. Nói cách khác, thỏa thuận này thực ra không phải là điểm chốt của Thẩm Bích Quân, cô đang đợi người khác mặc cả. Nhưng lúc này, bởi vì thực lực mà Chu Dương thể hiện ra vừa rồi nên không một ai dám đứng ra mặc cả. Vậy bây giờ phải làm sao? Có cần phải tiếp tục như thế này không? Vì không ai phản đối, cuộc họp này cứ thế quyết định như vậy là xong. Chương 1020, lề lối. Phòng họp vẫn im lặng, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Cảnh này có vẻ hài hòa một chút, không ai từ chối yêu cầu của Thẩm Bích Quân, đây nên được coi là một điều tốt. Nhưng mà, trong lòng Chu Dương thấy hơi bất an. Những người này bề ngoài nghe theo lời họ, nhưng chê y thực tế, đây chắc chắn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mặc dù Chu Dương không làm gì sai, những việc anh làm thực ra cũng không hề quá đáng chút nào. Nhưng lòng người là một thứ rất phức tạp. Ngay cả khi bạn là một người bảo vệ quyền lợi bình thường, bạn đang làm mọi việc rất hợp lý, nhưng chỉ cần phương pháp của bạn quá hống hách, người khác chắc chắn sẽ sợ bạn. Tình hình hiện giờ chính là như vậy. Những người ngoài cuộc này coi Chu Dương như là bạo chúa, Chu Dương giải thích cái gì cũng không ai quan tâm, bọn họ căn bản không dám phản bác lại. Ai biết được tiếp theo đây Chu Dương có trở mặt hay không? Tình huống này nhìn bề ngoài có vẻ như là chuyện tốt, nhưng cùng với sự tích tụ của thời gian, sự bất mãn ẩn sâu trong lòng những người này sẽ ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, giọt nước tràn ly. Đây là một điều rất đáng sợ. Dường như mọi người đều không có ý kiến về kế hoạch của Chu Dương và Thẩm Bích Quân, nhưng sau khi họ không ở đây nữa thì sẽ thế nào? Có thể những người này sẽ âm thầm liên kết lại với nhau, rồi bí mật nói những điều không hay về Chu Dương sau lưng, hoặc thậm chí vạch ra một số kế sách để phản kháng. Bề ngoài họ không dám thể hiện nhưng đợi đến khi bùng lên, chính là lúc mà mọi người đều đoàn kết lại với nhau, lúc đó đối với công ty danh dương quả là một thảm họa thật sự. Khi đó, cho dù Chu Dương có lý luận với họ, phân bổ quyền và lợi ích hợp lý cho họ thì họ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy mình luôn bị Chu Dương và công ty danh dương áp chế, cho dù không hề có chuyện như vậy. Nhưng nếu như họ đã nổi loạn, nhất định sẽ phải chà đạp Chu Dương cho đến chết. Con người không thể đoán trước được, nhưng đối với những người thông minh, ở một mức độ lớn, có thể đoán được tâm lý của hầu hết những người bình thường. Loại này được gọi là lề lối. Đương nhiên Chu Dương là người thông minh như vậy nên anh đã đoán trước hậu quả. Anh liền ra hiệu ngay với Thẩm Bích Quân. Bây giờ tính cách của Chu Dương đã được hình thành một cách cố định, đó chính là một bạo chúa. Đừng gây rối với tôi thì tôi sẽ cho các người xong đời luôn.
mặc dù anh là một bạo chúa nói lý lẽ, nhưng mọi người bất giác đều sẽ bỏ qua điều này. Nhưng vẫn còn may, Chê Y thực tế không phải chỉ có một mình Chu Dương đại diện cho công ty Danh Dương, vậy nên lúc này vẫn còn một cơ hội cứu vãn rất lớn. Bây giờ cách cứu vãn danh tiếng của công ty Danh Dương chính là để Thẩm Bích Quân ra mặt, anh và Thẩm Bích Quân, một người cứng một người mềm là được rồi. Sau khi nhận được ánh mắt của Chu Dương, Thẩm Bích Quân gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó lạnh lùng nói với đám người kia tại sao mọi người không nói gì. Điều kiện mà công ty Danh Dương chúng tôi đưa ra có quá đáng không? Mọi người đừng có ý kiến gì nữa được không, công ty Danh Dương chúng tôi thực sự rất có thành ý đó. Thẩm Bích Quân cố ý bày ra một chút điệu bộ của phụ nữ, tư thế này, Chê Y Thương Trường đồng nghĩa với việc dễ bị bắt nạt. Thêm vào đó những gì cô ấy nói, hầu như tất cả đều thể hiện sự rất yếu thế, những người bên dưới nhanh chóng tìm lấy lại được sự tự tin. Đúng vậy, Chu Dương là một tên bạo chúa thì đã làm sao, công ty Danh Dương này không phải do Thẩm Bích Quân nói là được sao? Và Thẩm Bích Quân này rõ ràng là một người có thể bắt nạt được. Đầu óc của mọi người bắt đầu tỉnh táo dần lên. Thực ra họ không hài lòng với kế hoạch vừa rồi. Bởi vì theo kế hoạch do Thẩm Bích Quân đề xuất, Chê Y thực tế, cục diện của thành phố Đông Hải không hề thay đổi. Thẩm Tổng, đúng là tôi có một số ý kiến, cuối cùng một người đứng lên nói với Thẩm Bích Quân. Còn Thẩm Bích Quân tiếp tục tỏ ra yếu đuối, à, hóa ra là Hứa Tổng, ông Hứa xin cứ nói, nếu có chuyện gì mà công ty Danh Dương của chúng tôi làm không tốt, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Những lời nói này của Thẩm Bích Quân về cơ bản được cho là lời của một công ty rất yếu Chê Y Thương Trường. Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đàm phán giữa hai công ty? Tất nhiên là khí thế. Vì vậy, trong tình huống bình thường, khi đàm phán, hai bên về cơ bản đều sẽ không ngừng thể hiện thanh thế của mình, dù có khoe khoang cũng phải làm, nhất định phải phát huy hết khí thế của mình. Cách nói như Thẩm Bích Quân về cơ bản là đang ở vị trí cầu xin người khác. Ví dụ, trong cuộc nói chuyện giữa nhà thầu và chủ đầu tư, nhà thầu sẽ sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với chủ đầu tư, lý do quá đơn giản, bởi vì bạn đang muốn kiếm miếng ăn từ chỗ người ta. Nói theo giọng điệu này về cơ bản có nghĩa là bạn thực sự có thể đưa ra các điều kiện theo ý muốn, miễn là nó không quá mức, bên kia sẽ đồng ý. Và sau khi nghe thấy những lời của Thẩm Bích Quân, Hứa Tổng người đứng lên và đưa ra điều kiện đột nhiên cảm thấy hơi phiêu. Không ngờ Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương lại dễ ăn hát yêu ta như vậy. Mình vừa mới đứng lên, cô ta đã hoàn toàn hoảng sợ, lại còn bảo mình tùy ý đưa ra điều kiện. Nếu đã như vậy, mình lại còn không thức thời mà lớn tiếng sao? Hứa Tổng vốn chỉ định đưa ra ý kiến bình thường, đột nhiên đã thay đổi quyết định. Thẩm Tổng, kế hoạch vừa rồi của cô thật sự là quá đáng. Tôi đề nghị cô nên phân chia 100% quyền đại lý sản phẩm của công ty Danh Dương. Chỉ có như vậy chúng tôi mới kiếm được miếng cơm, thị trường mới được coi là có thể cân bằng được. Ông muốn 100% quyền đại lý ư? Thẩm Bích Quân nheo mắt như sắp điên lên. Đùa gì chứ, Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ quật cường đích thực tự đi lên bằng hai bàn tay trắng, làm sao cô có thể là kẻ ngốc khi đàm phán. Nhưng Chu Dương khẽ ho một tiếng, cô lập tức rút lại lời nói tàn nhẫn. Sau đó cô mới nhớ ra, mình đang sắm vai một nữ chủ tịch ngọt ngào ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, kiểu mặc cả hống hách này đến lúc đó giao cho Chu Dương là xong. Nếu cô cũng độc đoán như Chu Dương, thì cuộc họp này thật sự không cần thiết phải tiếp tục. Vì vậy Thẩm Bích Quân lập tức trở lại vẻ mặt yếu ớt, có chút ấm ức nói, Hứa Tổng, chuyện này không hay lắm thì phải. Nếu chúng tôi phân chia hết 100% quyền đại lý đối với sản phẩm này, công ty Danh Dương của chúng tôi còn bán hàng kiểu gì nữa, đổi luôn thành nhà máy cho rồi. 100%, có phải hơi nhiều không? Thẩm Bích Quân nhìn Hứa Tổng bằng ánh mắt đau khổ. Trong lòng Hứa Tổng vui mừng khôn xiết, ông ta đã đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, Thẩm Bích Quân còn chưa phát điên sao? Thậm chí, nghe giọng điệu, dường như còn có kịch hay nữa cơ, thậm chí cô ta còn không biết mặc cả gì mấy. Vì vậy, ông Hứa cười đắc thắng, ra vẻ xếp lớn, duỗi một ngón tay ra lắc lắc nói, không, không, Thẩm Tổng, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không chỉ nói đến 100% quyền đại lý đối với sản phẩm hot thế hệ 3, mà là quyền đại lý đối với tất cả các sản phẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.